chỉ thấy hàn lập run lên bần bật, lông mày cao lại. những cây kim li ti không ngờ lại là thực thể, trực tiếp đâm rách ra thịt tiến vào người hắn, tựa như vạn kiếm xuyên qua huyết nhục. thân thể hàn lập lúc này từ trên xuống dưới lỗ chỗ li ti, máu tươi từ đó dỉ ra nhanh chóng nhuộm đỏ người hắn. trước khi tắt hẳn, số tinh quang này lại như vô số thanh đao xoắn động trong cơ thể hắn, đau tận xương cốt. nếu không nhờ vào thân thể mạnh mẽ vô bì, chỉ sợ hắn đã kêu lên thành tiếng rồi. nhưng sau một lát, Lông mày của Hàn Lập dần dần giãn ra bởi hắn cảm giác rõ rằng sau khi phân giải, số tinh quang kia đã chuyển hóa thành sức mạnh tinh thuần nhất, tiến vào các nơi của thân thể. Hàn Lập không khỏi vui mừng, hắn hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác phấn khích xen lẫn đau đớn, toàn lực vận công. Lực lượng tinh thần buông xuống theo đó tăng lên, đâm vào người hắn, được sự dẫn dắt của công pháp không ngừng vận chuyển. Nhục thể của Hàn Lập bị thương rất nặng lúc trước không thể hấp thụ nguyên khí nên tình hình tiến triển rất chậm, lúc này tiếp xúc nguyên khí sao trời tinh thuần, lập tức thôn vệ để khôi phục tổn thương. Vết thương do kim châm tinh quang tạo nên nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không thể khiến hắn bị thương thật sự. Thời gian dần trôi qua, đau đớn vạn kiếm xuyên ra cũng dần được hắn thích nghi, hoàn toàn tập trung vào việc tu luyện. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã là 7 ngày, Hàn Lập vẫn đang khoanh chân ngồi trên ngôi sao thứ nhất của trận Pháp. Toàn thân tản mát ánh sáng âm u, từng thớ thịt trên người bắt đầu nổi lên hào quang như sao trên trời, xương cốt cũng hiện điểm điểm tinh quang. Kỳ lạ nhất là bụng dưới của hắn nở rộ một chút ánh sáng màu lam, cực kỳ dễ thấy. Quang điểm lam sắc phồng lên xẹp xuống, tựa như hít thở bình thường. Phần nửa lực lượng chung quanh hội tụ về đây đều bị thứ này thôn phệ. Khuôn mặt của Hàn Lập đã không còn chút thống khổ nào, chỉ có bình thản và yên lặng. Trong lúc đó, lực lượng tinh thần quanh người hắn chấn động một hồi. Quang điểm lam sắc trên bụng đột nhiên nở rộ quang huy chói mắt, cuồn cuộn không ngớt lam quang lóe lên bên trong hiện ra phù văn ngôi sao huyền ảo sau khi xoay tròn một lát phù văn lập tức ẩn vào bên trong cơ thể của hắn dựa vào thân thể và thần thức mạnh mẽ hàn lập chỉ mất mấy ngày để luyện thành tầng thứ nhất của tiểu bắc đầu tinh nguyên công thành công ngưng tụ huyền khiếu thứ nhất có điều hắn cũng không vội xuất quan mà vẫn nhắm chặt hai mắt ngồi yên tại chỗ ý định củng cố thành quả vừa qua mấy ngày về sau vào một đêm sao trời thưa thớt trong mật thất Hàn Lập nhíu mày mở mắt sau đó giơ tay đình chỉ quá trình vận chuyển bắt đầu tụ nguyên trận. Lực lượng tinh không cùng quang điểm trắng xóa chung quanh lập tức rút đi như thủy triều. Hắn vội vàng đứng dậy, tiến lên phía trước cách đó không xa, cúi người nhặt lấy một cái bình nhỏ cổ xưa màu xanh lá cây, đưa tới trước mặt. Chỉ thấy bình nhỏ lúc này đang được một tầng quang mang lục sắc bao bọc. Mặt ngoài nổi lên vô số ký tự cổ quái vàng kim óng ánh, thập phần cổ xưa. Nhưng sau một khắc, lục quang xung quanh tựa như hòa vào hoa văn màu xanh lá trên bình, chỉ có chút ít ký tự màu vàng vẫn nằm lại đó, hơi lùi ra khỏi thân bình. Bên trong bình nhỏ, có thể nhìn một giọt chất lỏng lớn cỡ đậu tầm tùy thời lay động. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập không khỏi mỉm cười. Những ngày vừa qua, trong lúc tu luyện, hắn đều đặt bình nhỏ xuống mô đất trước mặt. Vào một thời khắc đặc biệt nào đó, mặt ngoài bình nhỏ sẽ nổi lên bạch quang nhàn nhạt. nhạt nếu như quan sát cẩn thận có thể nhận ra bạch quang kia là do vô số quang điểm li ti màu trắng tạo thành, giống như vật sống, chen nhau tiến vào trong bình đến khi được bình nhỏ hấp thụ hoàn toàn. Chỉ là dị tượng như vậy cũng không kéo dài quá lâu, mỗi đêm đều chỉ thoáng qua một canh giờ đặc biệt sau đó lập tức biến mất. Cách mỗi hai ngày, bạch quang bên ngoài bình nhỏ đều sẽ thu lại, tạo nên một tầng lục quang cùng một giọt lục dịch trong bình. Hàn lập thu hồi ánh mắt, ngón tay vuốt ve hoa văn phiến lá trên bình nhỏ. Động tác cẩn thận mà ôn nhu, tựa như vuốt ve khuôn mặt người thương vậy. Cảm thụ phần lồi trên thân bình, tinh thần Hàn Lập không khỏi có chút xung động. Trong thoáng chốc, hắn như trở về thất huyền môn, về lại dược viên nhỏ nhỏ tại thần thủ cốc, khi hắn còn là thiếu niên tò mò tiến hành thí nghiệm đối với lục dịch bên trong tiểu bình. Tâm thần bất định lại có chút ít chờ mong, Hàn Lập hiểu rõ nếu không có cơ duyên xảo diệu ngày đó để hắn phát hiện đặc tính thúc dục linh dược của lục dịch, hắn căn bản không thể bước vào đại đạo tu tiên càng không có khả năng bằng vào thân phận phàm nhân một đường phất lên như diều gặp gió, trở thành đệ nhất tu sĩ mà vạn chúng nhân tộc kính ngưỡng, cũng không trở thành hàn thiên tôn đứng đầu linh giới. Nếu phải kể ra một vật bồi bạn với hắn trên suốt con đường tu luyện, không rời nửa bước, không thể nghi ngờ chính trưởng thiên tiểu bình trước mặt. Cho dù trải qua 300 năm hôn mê sau khi tiến vào tiên giới, dù bị mất đi giải đạo nhân, phệ kim trùng và rất nhiều quân bài áp dương nhưng trong tiềm thức hắn vẫn cẩn thận bảo hộ đồ vật nhỏ bé trên tay, chưa từng để nó rời xa nửa bước. Với tiểu bình này, hắn có một thứ tình cảm phức tạp không thể nói rõ. Đột nhiên Hàn Lập nhíu mày, đình chỉ động tác vỗ về bình nhỏ. Khuôn mặt lộ ra thần sắc cổ quái, hắn tập trung mở nắp bình ra, nhìn vào bên trong, thần tình trên mặt càng thêm kỳ quái, giống như có chút kinh ngạc, lại có chút ít vui sướng. Sau một khắc, hắn đóng kín tiểu bình sau đó xoay người ra khỏi mật thất. Chương hai, mất mà được lại. Động phủ, bên trong phòng luyện đan, Hàn Lập mở nắp trường thiên bình ra, đặt bên cạnh lò đan, sau đó lui về phía sau vài bước, giơ tay lên liền đánh ra một đạo pháp quyết, kích hoạt một hồi pháp trận khiến cho bên trong lò đan lửa cháy cuồn cuộn dâng lên. Sau một lúc khá lâu, hắn hít sâu một hơi rồi duỗi một ngón tay trắng nhẹ nhàng chỉ về phía bên trên lò đan. Hô một tiếng, một đoàn hỏa diễm màu đỏ thắm từ dưới đáy lò mà bay ra, ở giữa không trung quay tít một vòng rồi lại hóa thành một đầu rắn nhỏ giống như một đoạn dây kim tuyến cháy rực. Sau đó dưới sự điều khiển của hắn toàn bộ đều hướng về cái tiểu bình màu xanh đậm. Chỉ thấy bên trong tiểu bình lóe lên ánh sáng màu đỏ, tiếp theo đó là bên ngoài vách bình ngọc bích lập tức bị chiếu rọi, vô cùng thông thấu, hơn nữa bên trong từng mảnh hình hoa lá lộ ra từng điểm có màu đỏ đậm và lóe lên như có một tia sinh mạng. Hàn Lập ánh mắt híp lại một cái, đứng nguyên tại chỗ nửa ngày sau cũng không hề động đậy. Sau đó, ánh sáng màu đỏ bên trong bình đột nhiên thu vào và biến mất không thấy gì nữa. Tiểu bình màu xanh lại một lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu, giống như chưa có bất kỳ phát sinh chuyện gì. Nhưng ánh mắt Hàn Lập vẫn không có trước mắt lấy một cái, nhìn chằm chằm vào cái bình nhỏ này, dường hắn đang mong đợi điều gì đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đã trôi qua một khắc, hắn một lần nữa giơ tay lên, từ bên trong lò đan lấy ra vài phần hỏa diễm, hướng về phía tiểu bình mà chui vào bên trong. Giống như lúc trước, trong bình lại lập lòe ánh sáng màu đỏ và một lần nữa yên lặng. Chỉ lần này, thời gian trôi qua giường như dài hơn trước. Hàn lập thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia trầm ngâm. Tiếp theo đó, hắn bắt trước làm theo tiếp tục đưa lửa vào bên trong lọ và hơn nữa là khoảng cách càng lúc càng ngắn. Theo sở liệu của hắn, thời gian ánh sáng màu đỏ lập lè bên trong tiểu bình giường như càng ngày càng dài. Không biết đã qua bao lâu, lúc hàn lập lần nữa dẫn một đoàn hỏa diễm lò đan vào bên trong bình nhỏ. Ánh sáng màu đỏ lại lập lè và lần này trôi qua là trọn vẹn một khắc đồng hồ xem ra cũng không có chút ý nào dừng lại cả. Hàn lập ánh mắt dần dần sáng lên, nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thanh thúy từ bên trong tiểu bình vang lên một tiếng, bên trong bắt đầu nổi lên một hồi ngân quang nhẹ nhẹ, và lấy mắt thường có thể thấy được đã đem hết thảy ánh sáng màu đỏ thôn vệ hầu như không còn tí gì. Sau một khắc, vèo một tiếng, một đoàn ngân quang trói mắt từ chỗ miệng bình bắn ra, bay thẳng hướng trên đỉnh của mật thất. Bành một tiếng trầm đục, ngân quang đụng vào đỉnh của mật thất rồi hướng phía bên dưới mà rơi xuống và phát ra ánh sáng ngân quang màu kim sắc, Lập tức chiếu sáng toàn bộ luyện đan thất. Hàn Lập ngửa mặt nhìn qua đám ngân quang, bên trong một tia lam mang thoáng hiện trong ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia vừa mừng vừa sợ, nhưng tiếp theo sau đó hắn lại khẽ cau mày. Đoàn ngân quang ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, lập tức một hồi co rút lại và biến ảo thành một con ngân sắc hỏa điểu, hai cánh mở ra, trực tiếp hướng về phía hắn mà bay xuống. Hàn Lập một ngón tay vừa nhấc, ngân sắc hỏa điểu cách bàn tay hắn nửa xích thì đột nhiên dừng lại. Sau đó hai cánh lại mở ra bay múa xung quanh ngón tay hắn trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng kêu vui sướng, thập phần phấn khích. Hỏa điều này không hẳn là của hắn, chẳng qua chỉ là tinh viêm chi hỏa ra đời một tia linh tính sau biến thành cái này tinh viêm hỏa điều mà thôi. Lúc đó, hắn lúc còn ở nhân giới, lấy càn lam băng diễm cùng hàn khí của lục dược xương công phun ra mà tu luyện ra Tử La cực hỏa, sau đó lại đem Tử La cực hỏa sáp nhập vào bên trong Thái Âm chân hỏa. Sau đi tới linh giới, lại thông qua thái âm chân hỏa cắn nuốt một lượng lớn hỏa diễm cuối cùng mới tạo ra một luồng tinh viêm chi hỏa loại hỏa này không chỉ được trời sinh có thể thôn phê muôn loài hỏa diễm mà còn khắc chế hiệu quả đối với linh thú thuộc tính hỏa lúc đó hắn tung hoành khắp nơi ở linh giới nó được xem là một trong những trợ giúp quan trọng nhất đối với hắn hàn lập khẽ thở dài một tiếng thu hồi lại suy nghĩ cánh tay hơi hơi nhấc lên lập tức chim lửa này có chút nhu thuận hai cánh thu lại rơi xuống lòng bàn tay hắn cũng không biết là duyên cớ nào từ sau khi thức tỉnh, hắn vẫn cảm ứng không ra được bởi vậy vốn hắn còn tưởng rằng đã mất rồi nhưng lại không ngờ rằng chẳng những không có mất đi, ngược vẫn an toàn ở bên trong trường thiên bình. Vừa rồi trong mật thất, thần thức hắn sinh ra một kia cảm ứng trong lòng liền trùng xuống lập tức đi đến luyện đan thất, ý định muốn dùng hỏa lò làm vật dẫn đem hỏa điều thức tỉnh nhưng hắn không nghĩ rằng lại có thể nhanh chóng thành công. Hắn nhìn vào ngân sắc hỏa điều trong lòng bàn tay tâm tình chợt động, sắc mặt tại ngân sắc hào quang chiếu dọi hiện lên chút ít âm tình bất định. Chim này hôm nay còn cao ba tắc, quanh thân hỏa lực lộ ra vẻ suy yếu so với lúc trước kiểu uy thế đâu chỉ kém gấp 10 lần. Điều này làm cho hắn không thể nhịn được, phẫn nộ, tức giận trong hắn theo đó lại tăng thêm vài phần. Không cần phải nói, hỏa điều có bộ dáng như hôm nay, chắc chắn cùng với việc hắn mất trí nhớ 10 phần liên quan. Hàn lập trong lòng âm thầm thề, bất kể là ai đã khiến hắn lưu lạc đây, hắn cũng sẽ thanh toán đầy đủ. Sau một lát, hắn thu liếm lại tâm thần, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, phất tay áo màu xanh lên, liền đem ngân sắc hỏa điều thu nhập vào bên trong cơ thể, không còn thấy bóng dáng. Xem ra trong cơ thể hắn mà từ từ nuôi dưỡng thì mới có thể khôi phục được vài phần nguyên khí. Ước chừng sau một nén nhang, Hàn Lập lần nữa trở ra động phủ, đi tới một mảnh ngóc ngách của linh điền hướng Tây Bắc. Hắn thả ra cỗ thần thức hướng mọi nơi mà quét qua, xác nhận không có cái gì khác thường, một tay vừa nhấc, cổ tay liên tiếp huy động, một cây cán tam giác tiểu kỳ theo thứ tự mà bay ra, tại bên trên linh biển tạo thành một khu vực hình tròn không lớn cũng chẳng nhỏ. Sau đó trong miệng thấp giọng niệm chú ngữ, một tay liền bấm niệm pháp quyết một cái, vòng tròn làm bằng tiểu kỳ hình tam giác nhàn nhạt hiện lên một hào quang màu tím, ở giữa chấp động ánh sáng mơ hồ, đem khu vực bên trong này bao vây lại. Làm xong hết thảy việc này, hắn lúc này mới cất bước vào, màn sáng hào quang màu tím liền theo đó mà biến mất, triệt để ẩn nấp dung nhập vào trong bóng đêm. Giờ phút này, nếu có người đi tới gần phạm vi động phủ của hắn, chỉ cần kẻ đó tu vi chưa đạt tới hóa thần kỳ, liền căn bản không thể phát hiện cái gì khác thường, còn nếu là tu sĩ hóa thần kỳ trở lên, thì sẽ tại trước lúc bị phát hiện, cũng sẽ kịp thời mà ứng phó. Bên trong màn sáng, Hàn Lập bàn tay vung lên, hơn 20 cái hộp gỗ đẹp đẽ nhưng trống rỗng xuất hiện, lơ lửng phía trước người hắn. Hắn tiện tay nhấc lên một cái, nắp hộp gỗ liền nhau nhau mở ra, từ trong bay ra mùi thuốc nồng. Chỉ thấy hơn 10 gốc rễ cây các loại linh dược màu trắng, từ bên trong hộp mà bay ra hướng xuống đất mà rơi xuống mà bén dễ. Những thứ này ngoại hình so với người bình thường thì có vài phần tương tự, tất nhiên chính là một loài linh dược và đúng là Vân Hạc Thảo có tuổi thọ trăm năm. Ban ngày, hắn đi vài chuyến đến thông dịch cốc, đem những loài cỏ này ở bên trong cốc thu mua lại hầu như không còn. Và để làm cho người khác không chú ý, hắn còn cố tình làm cho tu vi biến mất và một phen thay đổi hình dạng. Hàn lập liếc qua linh thảo màu trắng một lần nữa, rồi từ trong lòng hắn lấy ra một tiểu bình màu xanh hắn hít một hơi thật sâu, mở nắp và nhẹ nhàng lắc nhẹ nó, sau đó nghiêng chiếc bình của hắn xuống vân hạ thảo ở phía bên dưới. Lục dịch dọc theo bình mà dần xuống hạ xuống, rơi ở phía trên linh dược. Nhìn lục dịch chậm rãi rơi xuống trên gốc linh thảo, hàn lập khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mỉm cười và lập tức quay người hướng về phía màn sáng mà đi. mươi 43, đại thù được báo. Xuân đi thu đến, thấm thoát đã hai năm trôi qua. Phía tây bắc phong quốc là địa phận của huyết mang sơn mạch, kéo dài liên miên mấy ngàn dặm, nơi đây linh khí thiếu thốn, núi rừng hoang vô sương mù u ám bao quanh. Một tòa sơn mạch đỏ thắm ở bên trong sơn cốc, trang trí những kiến trúc được xây dựng trên núi đá, thỉnh thoảng có một số tu sĩ mặc huyết bào bay qua vội vã đi vào và đi ra khỏi những kiến trúc này. Tòng sơn cốc ở phía sâu trong đại điện, một tên trung niên áo lam đầu báo có chút nôn nóng đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về một phía đại điện tại nơi đó có một cái cửa đá khổng lồ. Cửa đá đóng chặt, Phía bên không ngừng lưu chuyển màu huyết sắc ánh huỳnh quang. Đại ca vẫn chưa xuất quan sao? Bên ngoài cửa điện truyền đến âm thanh của một người nam tử, tiếp theo một tráng hán mặt tràn đầy vết sẹo từ bên ngoài đi vào. Có lẽ nhanh thôi, lão tam, sự tình an bài thế nào rồi? Trung niên áo lam có chút vội vàng hỏi, đã có đội ngũ của 9 phân đà đi đến, còn lại 4 phân đà có lẽ cũng đang trên đường rồi, nội đường đệ tử ở bên ngoài cũng không sai biệt lắm đều đã gọi trở về. Nhị ca chúng ta căn bản đã cố hết sức rồi. Tráng hán mặt sẹo có chút trần chờ nói, ngắn ngủn trong vòng 10 ngày, 6 phân đà bị san thành bình địa, liền đà chủ ở bên trong cũng chỉ trong vòng một đêm đã bốc hơi biến mất, chút nào dấu vết cũng không có lưu lại. Lão Tam, người cảm thấy bằng thực lực của ta và ngươi, có thể hay không làm được. Áo lam trung niên nhân thở dài, hỏi ngược lại, làm sao có thể, chỉ là kể từ khi đó, các phân đà đều bắt đầu chết toàn bộ, tổn thất vô cùng nghiêm trọng ta lo lắng đại ca vì chúng ta tự tiện chủ trương mà tức giận trách tội. Tráng hán mặt sẹo cười khổ một tiếng nhưng lại chợt nghĩ tới điều gì, thân thể khẽ run rẩy. Ta làm sao không biết, nhưng nếu là hơi chút trì hoãn, bản hội sợ là sẽ đại thương nguyên khí. Người cũng đừng quên, những tiểu gia tộc kia thường ngày thường đối với chúng ta cung kính, kỳ thật là muốn đẩy huyết đao hội chúng ta vào con đường chết. Đến lúc đó, thậm chí ngay cả yêu tộc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Trung niên nhân áo lam trên mặt biểu lộ một tia sợ hãi, lập tức lắc đầu, trầm giọng nói ra. Bọn hắn dám, kẻ nào mà không biết thủ đoạn của đại ca. Nhớ năm đó, đệ nhất gia tộc Phu Gia Lãng Châu, bọn chúng dám soi mói hoạt động của chúng ta, kết quả trong tộc hơn 1.300 người bị đại ca trong vòng một đêm hóa thành xương khô, ngay cả phàm nhân cũng không ngoại lệ. Hôm nay đại ca đã đột phá hóa thần trung kỳ, chỉ cần hắn xuất mã nhất định sẽ đem kẻ láo kết đã phá hủy phân đà bản hội xé xác thành vạn đoạn. Tráng hán mặt sẹo hai mắt lóe lên hung quang, bực tức nói việc này sợ là không có đơn giản như vậy. Người còn không biết, hơn một tháng trước, thạch đường chủ hộ tống đám ảnh miêu tộc nữ tử thì bỗng nhiên hắn và hơn 20 người đột nhiên biến mất, đến nay tung tích không rõ. Bây giờ xem ra khả năng cao có liên quan đến chuyện phát sinh gần đây. Người xem, thạch đường chủ cùng với ta và ngươi đều có tu vi nguyên anh trung kỳ, hắn vậy mà ngay cả nguyên anh cũng không thể chạy thoát vậy đủ để thấy lai giả bất thiện rồi. Trung niên áo lam trầm ngâm nói, có việc này sao, xem ra thực lực đối phương chỉ sợ là không thua kém đại ca. Không thể nói trước, xem ra lần này phải kinh động đến vị kia ở thiên quỷ tông rồi. Tráng hán mặt sẹo hít một hơi khí lạnh nói, két một tiếng, bên ngoài cửa đá huyết quang thu vào, tiếp theo từ hai bên mở ra, một nam tử áo trắng chậm rãi đi ra. Người này nhìn xem chỉ khoảng 30 tuổi, dung mạo anh Tuấn, mặt trắng không dâu, làm cho người ta một loại cảm giác tao nhã. Cung nghênh đại ca xuất quan, trung niên áo lam cùng tráng hán mặt sẹo thấy thế, vội vàng quỳ lại lên trên mặt đất. Ha ha, nhị vị huynh đệ, các người thân là phó hội chủ của bản hội, không cần đa lễ, đứng lên mà nói. Nam tử nho nhã chậm rãi đi tới trước mặt hai người, ha ha cười nói. Hai gã liên tục cảm ơn, lúc này mới đứng lên. Đại ca, ta, trung niên áo lam tiến lên nửa bước, muốn nói cái gì đó. Phùng tung, ngày trước người đưa tin, ta đã hiểu, nếu không ta cũng sẽ không xuất quan sớm như vậy. Thời gian không nhiều lắm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Nam tử nho nhã ngắt lời trung niên áo lam mà nói. Bẩm đại ca, ba ngày trước, phân đà ở Tùy Châu đều bị thủ đoạn mạnh mẽ đem hơn 200 người không một ai may mắn còn sống sót. Kết hợp với sự tình thạch đường chủ trước đây thì ta cùng lão tam phỏng đoán, đối phương tối thiểu là có tu vi hóa thần trở lên, phải lại sở trường là sử dụng bảo vật hoặc công pháp hỏa thuộc tính. Phùng Tùng hơi lau cầm dưới, toát mồ hôi lạnh, nói ra. Chỉ là việc này, hầu như không còn một ai, vậy là, một ai đó đủ may mắn để sống sót rồi phùng tùng người khi nào học được cách xảo môn vậy hả nam tử nho nhã liếc nhìn phùng tùng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì không cười nói đại ca thứ tội hắn đang ở bên ngoài đại điện ta liền sai người đưa hắn tới phùng tùng trong lòng căng thẳng vội vàng nói nhìn thấy nam tử nho nhã không có phản đối hắn vội vàng quay người hướng ngoài điện gọi một tiếng mà lúc này kia quần áo sau lưng hắn sớm đã ướt sũng mồ hôi lạnh rồi không bao lâu sau một thanh niên cơ bắp bước nhanh vào trong đại điện, nhìn thấy trong điện ba người, vội vàng quỳ xuống hành lễ nói. Bái kiến hội chủ cùng hai vị phó chủ, không cần giữ lễ tiết, đứng lên đi, nói một chút coi, tình huống lúc đó thế nào. Nam tử nho nhã ôn hòa cười cười nói, bẩm khởi bẩm hội chủ, ba ngày trước đêm khuya, bản đà bị đánh lén vào ban đêm, đối phương dung mạo. Tiểu nhân, tiểu nhân không thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ là hắn thi triển thần thông hỏa diễm, trực tiếp đem chọn phân đà biến thành cho tàn, không người còn sống dư đà chủ cũng không may mắn thoát khỏi thanh niên cơ bắp không dám đứng dậy có chút cả lâm nói nếu như nói là không có người sống sót vậy ngươi cũng không ngoại lệ nam tử nho nhã lại hỏi thuộc hạ có sự tình ra ngoài sự việc này xảy ra lúc thuộc hạ trở về nên mới may mắn tránh được một kiếp thanh niên cơ bắp trong lòng còn sợ hãi nói còn có gì bỏ sót không nam tử nho nhã lông mày cao lại không có không có thanh niên cơ bắp thấy vậy hơi khẩn trương lên Nam tử nho nhã vậy mà cười nhạt một tiếng, chợt một tay chảo về phía hư không, thanh niên thân thể bị siết chặt, đỉnh đầu lập tức hiện ra những tia hắc quang như những con rắn hướng phía kia đầu hắn mà chui vào. Thanh niên phát ra một tiếng thê lương kêu lên thảm thiết, thất khiếu chảy ra máu tươi, bất quá thanh âm rất nhanh liền thấp xuống, thân thể mềm liệt nằm trên mặt đất. Xem ra hắn trung thực, nam tử nho nhã thả tay xuống, nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia suy nghĩ. Phùng tùng cùng tráng hán mặt sẹo từ lúc thanh niên đi vào, liền một ngực cúi đầu, không dám phát ra lấy một cái thở mạnh. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ bên ngoài chuyển đến, còn kèm theo tiếng kinh hô, toàn bộ đại điện lắc lư. Nam tử nho nhã sắc mặt trầm xuống, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo điện quang, hướng phía đại điện bên ngoài bay đi. Phùng tùng cùng tráng hán mặt sẹo cũng lập tức vội vàng đuổi theo. Sơn cốc màu đỏ giờ phút này, thình lình bị một tầng mây dày đặc bao phủ, mà phía bên trên xuất hiện ba tòa cự sơn màu đen dài trăm trượng, xung quanh hắc quang lượn lờ. Huyết quang và hắc quang đan xen lẫn nhau, liên tục rằng co. Trong cốc, vô số nhân ảnh bay ra, chừng hơn ngàn người tất cả nhau nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, sắc mặt lập tức đại biến. Oanh, lại một tòa cự sơn màu đen thình lình từ trên trời giáng xuống, lúc này đây màn sáng mặt ngoài huyết quang kịch liệt cuồn cuộn, sau đó rốt cuộc chống đỡ không nổi mà ầm ầm vỡ vụn. Bốn cự sơn màu đen ù ù rơi xuống, đem phía dưới đại điện bên trong cái sơn cốc này mà hướng tới. Tất cả mọi người lập tức tạo thành một mớ hỗn loạn, hướng phía bốn phương tám hướng mà né tránh. Chỉ là cự sơn thế kinh người, những người này nhao nhao lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại trên không trung của đại điện, hắn chính là nam tử áo trắng nho nhã. Hắn không nói hai lời liền giơ tay lên, phía trước hắn xuất hiện một cây huyết sắc đại phiên quay tít một vòng rồi tăng vọt lên, từ bên trong tạo ra một mảng vòng ánh sáng màu đỏ bảo vệ, che chắn bốn tòa cự sơn đang ầm ầm lao tới cả hai ầm ầm chạm vào nhau, huyết sắc đại phiên hào quang tỏa sáng, run rẩy không thôi, bất quá vẫn đem bốn tòa cự sơn giữ vững. Hội trưởng uy vũ, phía dưới phát ra một tiếng hoan hô của đám đệ tử. Bất quá không cho bọn họ phát ra tiếng hoan hô thứ hai, thì trên bầu trời bóng đen lóe lên, lại thêm một ngọn núi khổng lồ ầm ầm nện xuống. Xoẹt một tiếng, huyết sắc hào quang bị năm tòa cự sơn áp bách, ầm ầm một tiếng, phía dưới huyết sắc đại phiên cũng bắt đầu vỡ ra năm tòa cự sơn này đã không còn vật ngăn cản liền rơi xuống với tốc độ kinh người. năm ngọn núi khổng lồ hầu như đã đem bầu trời sơn cốc toàn bộ chiếm cứ, trong cốc đen kịt một mảnh. Nhao nhã nam tử biến sắc, không chút do dự thân hình nhoáng lên một cái, ngay tại lúc năm ngọn núi rơi xuống đất hắn đã kịp thời bay ra ngoài. ầm ầm năm ngọn núi ầm ầm rơi xuống đất, bụi mù dâng lên, mặt đất kịch liệt lắc lư, tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên cùng với tiếng nổ mạnh bao phủ. Trên sơn cốc, một tia ánh sáng lóe lên, thân ảnh nam tử nho nhã hiển hiện ra, sắc mặt tái nhợt mà nhìn về một hướng cách đó không xa. Chỗ đó trôi lơ lửng một chiếc thanh ngọc phi chu, đứng bên trên là một già một trẻ, một lão đạo tuổi già mặc đạo bào xám trắng, một thiếu nữ dung mạo thanh lệ hai mắt linh động. Đúng là bạch thạch đạo nhân cùng liễu nhạc nhi, hai vị cuối cùng đến từ phương nào, nam tử nho nhã hai mắt híp lại, chậm rãi mà hỏi. Đến để giết ngươi, liễu nhạc nhi thanh âm phát lạnh, ô, vân hồ tộc nhân, ta đã nhớ, ngươi chính là tiểu yêu hồ năm đó may mắn chạy thoát. Không nghĩ tới mấy năm nay cũng đã đạt đến tu vi kết đan kỳ. Bất quá, lại nói tiếp Thanh Vân Khâu Vân Hồ nhất tộc gia lông là tài liệu thượng đẳng pháp bảo phòng ngự, năm đó thực khiến cổ Mộ kiếm được một khoản lớn đấy. Nam tử nho nhã khẽ động, lập tức nhớ ra cái gì đó khẽ cười một tiếng nói. Cổ nhân, ta giết ngươi. Liễu Nhạc Nhi vành mắt đỏ lên, mười ngón thon dài xoay tròn một hồi giống như đang biến hóa, ngân quang đột nhiên lóe lên, bay ra một hỏa cầu màu bạc quay tít một vòng, liền biến thành ngân sắc hỏa điểu nhỏ bằng lòng bàn tay, hướng phía nam tử nho nhã mà đánh tới. cổ nhân trong lúc nói chuyện sớm đã đem thần thức thả ra bên ngoài khu vực phạm vi mấy trăm dặm mà quét một lần cũng không có phát hiện bất luận cái gì. hắn liền nhìn tới ngân sắc hỏa điểu, hơi ngẩn ra, lập tức trong mắt hiện ra một tia cười nhạo. nực cười, hai tiểu bối kết đan mà cũng dám cùng ta nói chuyện. nói xong, hắn há miệng ra, phun ra một quả cầu màu đen, quay tít một vòng đột nhiên hóa lớn thành quái thú màu đen cao trăm trượng con thú này giống như sư tử hổ báo tản mát khí thức cuồng bạo bốn chân đạp mạnh hư không hướng về phía ngân sắc hỏa điều cả hai thể tích tranh lệch quá lớn quả thực là cách biệt nhau một trời một vực kết quả là ngân quang lóe lên ngân sắc hỏa điều trong nháy mắt xuyên qua cơ thể quái thú màu đen này và tạo thành một lỗ thủng quái thú màu đen thân thể cứng đờ sau đó oanh một tiếng bạo liệt tan vỡ cổ nhân chừng to hai mắt Quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, bất quá cũng lập tức kịp phản ứng, không nói hai lời xoay người bỏ chạy, trên thân hào quang lập loè, toàn thân lập tức hiện lên khôi giáp màu đỏ bao bọc thân hắn chật như nêm cối. Chỉ là ngân sắc hỏa điều tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt liền đuổi theo hắn, lóe lên xuyên thủng thân thể của hắn, khôi giáp màu đỏ cũng không thể ngăn cản được. Không, cổ nhân chỉ tới kịp hô lên một tiếng không, thân thể liền biến thành một quả cầu lửa, hừng hực thiêu đốt mọi thứ bao gồm pháp bảo và pháp khí trên người hắn rất nhanh đều đã biến thành cho tàn. Ngân sắc hỏa điều bay một vòng trên không trung rồi lại há miệng ra, hướng xuống phía dưới sơn cốc phun ra một mảnh ngân diễm. Ngân diễm nhanh chóng mở rộng, biến thành một biển lửa màu bạc, bao trùm lên toàn bộ sơn cốc màu huyết hồng này. Bị năm cự sơn trấn áp, trong cốc nhất thời nửa khắc không ai có khả năng chạy ra. Giờ phút này Liễu Nhạc Nhi nhìn xuống phía dưới nơi biển lửa đang hừng hực cháy, nước mắt chảy ra. Phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ, Nhạc nhi hôm nay rốt cuộc cũng chính tay mình giết chết cửu nhân, tiêu diệt huyết đao hội, báo thù cho các người rồi. Nàng thi thao tự nói, liễu đạo hiếu, chúc mừng đại thù đã được báo. Sau một lúc lâu, bạch thạch đạo nhân mới chắp tay nói ra. Việc này nhờ có bạch thạch đạo hiếu, những năm này làm hết thảy mọi chuyện, ca ca nói, hắn sẽ nhớ kỹ. Liễu nhạc nhi lau nước mắt, hướng về phía bạch thạch đạo nhân vén áo thi lễ. Không dám, hàn tiền bối phân phó, tại hạ tự nhiên là làm việc hết sức. Bạch Thạch Đạo Nhân vội vàng nói, chương 44 cách nguyên pháp liên, cùng một thời gian, xuất phân phong, linh diễm sơn mạch, trong mật thất ở một động phủ vắng vẻ nào đó, ánh sáng rực rỡ, sáng như ban ngày. Một cái kén tầm to lớn hình người màu trắng dựng thẳng trong mật thất. Cái kén được kết từ từng đoàn, từng đoàn ánh sáng màu trắng, trồng chất lên nhau tầng tầng lớp lớp. Trong lúc đó, pháp trận ở dưới đất, ánh sáng mãnh liệt, đặc biệt chỗ một ngôi sao được vẽ ngay dưới cái kén ánh sáng càng phát ra bạo liệt, chói mắt hơn toàn bộ mật thất được bao phủ bởi thứ ánh sáng màu trắng này những tia sáng bao bọc xung quanh cái kén như vật sống liên tục di động đột nhiên vô số phù văn màu trắng lấy tốc độ cực nhanh hiện lên xung quanh liên tục bành trướng cái kén co rụt một hồi sau đó lập tức nổ văng tung tóe một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên trong mật thất hiện ra một thanh niên đang ngồi xếp bằng nhắm mắt nửa người trần trụi thân hình hắn cao lớn dung mạo bình thường toàn thân bị bạch khí cuồn cuộn bao bọc đúng là hàn lập hắn bỗng nhiên trừng mắt, làm mang chấp động, một cỗ khí thức kinh người bộc phát, thổi bay bạch khí xung quanh thân thể. Ở ngực và bụng của hắn xuất hiện năm quang điểm chói mắt, bên trong mỗi quang điểm xuất hiện một phù văn có hình dạng kỳ dị của một ngôi sao, xoay tròn bất định. Bên dưới da thịt của hắn, cốt cách cũng mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển, tinh mang chấp động, dường như cất giấu ngàn vạn ngôi sao bên trong. Sau một lát, những phù văn có hình ngôi sao kia dần biến mất, những quang mang cũng theo đó dần dần ẩn đi không thấy gì nữa hàn lập mở hai mắt ra thở dài một hơi không khỏi kích động trong lòng trải qua hai năm khổ tu hắn rút cuộc luyện thành huyền khiếu thứ năm của tiểu bắc đầu tinh nguyên công tốc độ của hắn so với dự tính trong công pháp phải nhanh hơn không chỉ gấp trăm lần khiến hàn lập hưng phấn nhất là thương thế của thân thể rốt cuộc hoàn toàn hồi phục thần hồn cũng khôi phục được ba phần so với lúc đỉnh phong hắn nghĩ đến gì đó bèn khẽ đảo bàn tay một cây dược thảo như cây nhân sâm hiện ra linh thảo được hắn đưa vào miệng trực tiếp nhai nuốt cảm thụ pháp lực tràn đầy trong đan điền, Hàn Lập không khỏi cười khổ một tiếng. Hai năm qua, hắn không ngừng sử dụng tiểu bình để trồng linh thảo vì vậy có không ít phân hạc thảo năm 600 tuổi dùng để tu luyện. Với hắn, số tuổi dược thảo như vậy đã thừa để tu luyện rồi, có nhiều hỏa hầu hơn cũng chỉ lãng phí mà thôi. Thậm chí trước đây, hắn trực tiếp trồng một cây lên tới hơn vạn năm tuổi, trực tiếp ăn vào. Kết quả dược lực vượt qua pháp lực của Nguyên Anh Kỳ, giống như trước, pháp lực sẽ tự đông tiêu tán, không có tác dụng khôi phục tu vi. Hàn lập lắc đầu, thu liếm tâm thần, nhắm nghiền hai mắt, nội thị kiểm tra tình huống của thân thể hiện tại. Hắn phát hiện sương mù bao phủ trong đan điền rõ ràng mờ nhạt đi rất nhiều. Hắn vui vẻ trong lòng, men theo thân thể Nguyên Anh phát ra kim quang, sử dụng thần niệm xuyên qua sương mù, chỉ thấy tiểu nhân màu vàng óng vẫn nằm im, tựa như ngủ say. Gặp tình hình này, Hàn lập suy nghĩ một chút, thúc giục lực lượng thần niệm cùng pháp lực ở đan điền, từng đám nhỏ tinh ti hiển hiện, quấn quanh thân thể tiểu nhân màu vàng. Tới gần tiểu nhân, những tinh ti kia bỗng nhiên tăng tốc, giống như từng đạo cương châm đâm thẳng qua. Đúng lúc này, oanh một tiếng thật lớn, một đạo hắc quang hình vòng cung từ bên trong cơ thể tiểu nhân quét ra, ngăn chặn tất cả tinh ti. Thân thể hàn lập chấn động một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, đan điền kịch liệt chấn động. Thân sắc hắn biến đổi, cắn răng quyết định thúc dục luyện thần thuật. Oanh một tiếng, thần niệm lực trải rộng trong đan điền, số lượng tinh ti bỗng nhiên tăng gấp bội, hóa thành một mảnh óng ánh, bài sơn hải đảo đập vào hắc quang hình cung phốc một tiếng, hắc quang hình cung chỉ lóe lên vài cái rốt cuộc không chống đỡ nổi hóa thành một cỗ khói đen, lượn lờ tiêu tán đi. Mảng lớn tinh ti óng ánh lập tức bao phủ tiểu nhân màu vàng, thần niệm của Hàn Lập rốt cuộc như nguyện xâm nhập được vào nguyên anh trong cơ thể. Kết quả, sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Trong cơ thể nguyên anh có tám đạo xiềng xích bằng ánh sáng đen kịt, phân bố khắp nơi trong cơ thể. Những thứ xiềng xích này hầu như xuyên khắp cả người nguyên anh, có cái xuyên qua tứ chi, cái thì chạy suốt từ trên đầu của Nguyên Anh xuống. Xung quanh xiềng xích lại có sương mù màu đen lượn lờ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là những xiềng xích này lại tản mát ra một loại lực lượng pháp tắc nào đó. Hai hàng lông mày của Hàn Lập cao lại, điều khiển thần niệm ngưng thành một chuôi búa nhỏ óng ánh, trực tiếp bổ xuống một sợi xích màu đen. Bong một tiếng, búa nhỏ bổ lên xiềng xích, đột nhiên chấn động, bị một cỗ lực lượng kỳ dị đẩy bắn ra ngoài, tán loạn ở giữa không trung thành từng điểm tinh quang. Hàn Lập hơi chấn động tâm thần, sau một thoáng ngừng lại, hắn lại thúc giục pháp quyết lần nữa. Lượng lớn pháp lực được thần niệm điều khiển hóa thành từng đoàn khói xanh, ngưng mà không tản, bao phủ một đoạn xích đen. Xương mù màu xanh sền sệt bám vào xiềng xích, ý đồ muốn hòa tan nó. Trong khoảnh khắc khói xanh tiếp xúc với xiềng xích, dây xích lập tức lay động, từng sợi xương mù màu đen bỗng nhiên tăng nhiều, rất nhanh bao lấy khói xanh, thôn vệ tất cả. Hàn Lập thấy vậy, vẫn không muốn buông tha, lần nữa biến đổi pháp quyết. Cùng lúc đó, tại một chỗ nào đó của tiên giới, một mảnh sa mạc bao la bát ngát, bầu trời âm trầm u ám, không khí tràn ngập mùi hương gắt mũi. Cuồng phong gào thét xung quanh, giống như vạn quỷ kêu rên, nổi lên tầng tầng bão cát, che đậy bầu trời. Ở phía chân trời hơn 10 căn vòi rồng cuốn đầy cát vàng, hợp thành một đường, giống như một bức tường cao bằng cát quán thông thiên địa, cuồn cuộn tiến về phía trước, càng đi càng lớn. Nhưng mà khi chuyển động đến một nơi trong sa mạc, rõ ràng không có đụng phải bất kỳ cái gì ngăn cản, đột nhiên như là đâm vào một tòa núi lớn, ầm ầm tán loạn, cát bụi vung vãi tứ tán. Chỉ thấy ở đó có một đại điện cao hơn 10 trượng mọc lên sừng sững. Toàn bộ điện thờ có màu vàng đất, bên ngoài không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, tựa như được xây từ cát vàng. Khí tức tản ra tạo nên cảm giác xưa cũ, thê lương. Không gian trong điện khá lớn, bốn phía phân bố 10 cây trụ to lớn bên trên vách tường treo hơn 10 đầu chậu than, phát ra hào quang ảm đạm màu xanh mơn mởn khiến cho đại điện có chút âm trầm u ám. Ở sâu bên trong đại điện chỉ có trơ trọi một cái ghế lớn đen kịt. Làm cho người kỳ quái chính là, bên ngoài điện gió bão gào thét, nhưng bên trong lại cực kỳ u tính, không hề có một âm thanh nào cả. Thương lang lang, chỉ thấy ở trên cái ghế lớn đen kịt có một nam tử trung niên đang ngồi. Gã hơi hơi nâng bàn tay khô héo lên, khiến cho những xiềng xích màu xanh đen quấn quanh cánh tay phát ra một tràng âm thanh len keng. Gương mặt người này hãm sâu, khuôn mặt khô héo, miệng khép hờ, lộ ra hàm răng trắng lành lạnh, người này mặc một kiện áo khoác trắng như tuyết. Da thịt trên thân từ màu tím xanh biến thành màu đen, thoạt nhìn giống như một bộ cương thi mặt xanh nanh vàng. Nhìn kỹ lại, ở dưới lớp áo khoác, trên thân người này quấn chẳng chịt một sợi xích to như cánh tay màu xanh đen, dây xích rủ xuống đất, tỏa ra, hầu như phủ kín toàn bộ đại điện. Lúc này nam tử cương thi đang đóng chặt hai mắt, bỗng nhiên mở, khuôn mặt màu xanh đen lộ ra một tia khác thường. Vào đây, nam tử cương thi khẽ quát một tiếng, âm thanh khàn khàn trầm thấp, giống như ít hầu bị cắt nhồi chật nhích. Mặt đất cách không xa phía trước mặt nam tử cương thi bỗng rung động, một ụ cát từ từ phồng lên, sau một hồi vặn vẹo huyễn hóa ra một gã nam tử khôi ngô mặc áo giáp cố kỹ màu đồng xanh. Sắc mặt nam tử cũng màu xanh đồng giống như bộ giáp gã mặc, quỳ lạy trên mặt đất, cung kính. Lão tổ, trong vòng ngàn năm, môn hạ đệ tử của bổn tỏa có người nào vận dụng cách nguyên pháp liên do ta tự mình ban thưởng hay không? Nam tử cương thi khàn khàn hỏi, khởi bẩm lão tổ, 300 năm trước, phương bàn đại nhân đảm nhiệm chức vụ tại tiên cung gặp phải cường địch, đã từng vận dụng pháp liên để hạ sát đối thủ, còn lại không một ai từng dùng qua. Nam tử giáp đồng lập tức đáp, nam tử cương thi nghe vậy, thấp giọng lầm bẩm thì ra là lão thất. Sau một thoáng suy tư, y chợt hỏi tiếp, đưa tin cho phương bàn, báo cho nó biết địch nhân mà nó sử dụng pháp liên để hạ sát vẫn chưa vẫn lạc, hơn nữa còn mới kích phát lực lượng pháp tác ẩn chứa bên trong pháp liên. Dạ, lão tổ, nam tử đồng giáp đáp, mặt khác, ra lệnh cho nó nhanh chóng giải quyết người này. Nếu không qua trăm năm nữa, bổn tỏa sẽ đích thân động thủ, thu hồi lực lượng pháp tác bên trong pháp liên. Nam tử cương thi chậm rãi nhắm mắt lại, mặt không thay đổi bổ sung. mươi 45, điều đó không có khả năng. Trong động phủ, Hàn Lập từ từ mở hai mắt, giúp thần thức ra khỏi cơ thể, thần sắc huệ hoài. Hắn lấy lại bình tĩnh, lật tay lấy ra một cây vân hạc thảo bỏ vào miệng bắt đầu nhai nuốt, sắc mặt lộ vẻ do dự. Một lát sau hắn thở dài, bỗng nhiên mở miệng nói. Ma quang đạo hiếu, có thể ra đây một chút được không? Tiếng nói vừa dứt, ảnh tử vặn vẹo một hồi trước người, hiện ra một bóng người toàn thân đen kịt, dung mạo có chút tương tự hắn. Là một nam tử tóc dài, làn da ngăm đen, nam tử nhìn hàn lập, im lặng không nói gì. Ma quang, Người từng thấy qua loại pháp tác nào có thể cấm chế Nguyên Anh của người khác chưa? Hàn Lập trực tiếp hỏi, Nguyên Anh của Đạo Hiếu bị phong ấn có liên quan hệ đến lực lượng pháp tác. Qua hai năm tính dưỡng, Ma Quang cũng đã khôi phục không ít, nhưng khi nói chuyện vẫn còn cứng nhắc. Hàn Lập nhẹ gật đầu, nói qua tình hình hiện tại của Nguyên Anh với Ma Quang. Căn cứ vào phán đoán của ta, tình huống của Đạo Hiếu chỉ sợ trước tiên phải khôi phục pháp lực, tu vi sau đó sử dụng bí thuật thúc dục Nguyên Anh tự hành thoát khỏi phong ấn thế nhưng vấn đề lại là nguyên anh của ngươi chính vì những xiềng xích pháp tắc này mà không thể tu luyện chưa kể phải khôi phục tu vi tự nhiên tạo thành một vòng lặp mâu thuẫn những điều ngươi nói ta cũng đại khái suy đoán được thậm chí tình huống theo ta còn khó khăn hơn không ít dù hiện tại ta tự bạo tìm một cơ thể khác cho nguyên anh đoạt xá cũng căn bản không thoát khỏi trói buộc hàn lập nhướng mày đạo hữu trước đây không lâu đã đi một vòng tàng kinh các của tông môn này có phát hiện được gì không ma quang lại hỏi đã xem không ít điển tịch nhưng hầu như không có gì dùng được. Hàn Lập bất đắc dĩ thở dài, nói như vậy, bí thuật của giới diện này chưa đủ cấp bậc để giải quyết nan đề, chỉ sợ phải nghĩ cách trở lại tiên giới, mới có thể tìm được biện pháp phá giải phong ấn. Ma Quang im lặng một lát, rồi trả lời, nơi nào đó tại tiên giới, có một khu rừng rậm không rõ tên. Trong rừng sương mù bao phủ, mây mù lượn quanh, lọt vào tầm mắt là từng gốc cây cao hơn trăm trượng, xanh tươi phồn vinh, có cây lại héo rũ suy bại, có một số toàn thân đỏ tía, thập phần kỳ dị. Sâu trong rừng rậm, một gò đất ước trường rộng mấy ngàn trượng, hầu như không có một cây lớn cao to nào, chỉ có từng phiến bụi cỏ thấp nhỏ, thoạt nhìn hoàn toàn đối xứng với cảnh vật xung quanh. Ở giữa khu vực này lại mọc một gốc cây cổ thụ kỳ dị cao vút tận trời xanh. Cây màu xanh đen, đường kính tối thiểu phải hơn trăm trượng. Thân cây thẳng tắp, không có chạc cây, cũng không sinh ra bất kỳ mảnh lá cây nào, hoàn toàn trụi lùi, khác hẳn với những cây cổ thụ chọc trời khác. Càng thêm đặc biệt khi trên ngọn cây có bảy tám trà cây mọc cùng một chỗ, trên đó có một tổ chim cực lớn màu xám, nhìn từ xa giống như một cái mũ rơm cũ nát treo ngược. Một con chim cổ quái khổng lồ đang nằm trong tổ, không ngừng thấp giọng kêu rên, bộ dáng hết sức thống khổ. Cả người được bao phủ bởi lông vũ giống như mũi tên. Phần đầu vô cùng lớn, cần cổ lại có phần nhỏ bé, nơi cổ tiếp giáp với ngực có một cái túi khổng lồ khi co khi giãn thuận theo nhịp thở. Trong lúc này, cổ chim bỗng duỗi thẳng, cái đầu ngẩng cao, Hai mắt cảnh giác nhìn tới một chỗ, tần suất co giãn của túi ở trước ngực tăng nhiều. Chợt vang lên tiếng xé gió, chỉ thấy khu vực biên giới của mô đất, từ ba hướng bất đồng, cây rừng rung động kịch liệt, có ba đạo nhân ảnh nhảy dựng lên, bay thẳng tới tổ chim. Ba người này đều mặc trang phục màu đen, nhảy ra cơ hồ đồng thời một lúc, động tác cũng không khác nhau là mấy. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn đó là dáng người, dung mạo của ba người này giống nhau như đúc, đều là vẻ mặt của một thanh niên tuấn lãng phi phàm, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Ba người lấy tốc độ không cách nào nói rõ bay tới gần tổ chim, lưu lại một loạt tàn ảnh ở giữa không trung, nhưng cuối cùng thân hình lại đột nhiên biến mất. Chù thu, quái điều kinh hãi, cái túi trước ngực phồng lên, nó quay về phía đông nam đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng kêu rung trời. Chỉ thấy sóng âm cuồn cuộn, một cỗ khí thế vô cùng cuồng bạo, cuốn theo vô số đạo phong nhận rậm rạp chẳng chịt màu xanh từ thụ cao lớn quét về phía rừng rậm. Oanh long long, giống như thiên lôi oanh động, vô số phong nhận hợp thành một bức tường hình cung, những nơi đi qua bụi cỏ đều bị nhổ tận gốc, xoắn thành từng mảnh vụ, những gốc cây cao to đều bị bẻ gãy cắt nát. Trong hư không ở hướng đông nam, vừa rồi hai đạo bóng người màu đen biến mất, nương theo sóng khí bụi mù mà ra, cấp tốc rơi xuống mặt đất. Đồng thời trên thân nổi lên ánh sáng màu xanh, thân hình lại lập tức trở nên mơ hồ, tốc độ lên tăng lên gấp bội, thoát ẩn thoát hiện trong không trung. Phô thiên cái địa phong nhận lại không cách nào chạm tới những thân ảnh kia. Chim khổng lồ điên cuồng hét lên, không ngừng có từng trận sóng âm lôi kéo theo phong nhận dày đặc quét tới bốn phương tám hướng. Thế nhưng hai đạo thân ảnh kia, cứ nhàn nhã như dạo chơi xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp phong nhận, không bị ảnh hưởng chút nào bay thẳng tới tổ chim khổng lồ. Mắt thấy hai người tới càng gần, chim khổng lồ cúi đầu nhìn thoáng qua dưới thân, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài. Túi thịt dưới cổ phồng lớn thêm, trong chốc lát đã trở nên gần bằng thân thể khổng lồ của nó, hơn nữa còn không ngừng tăng vọt. Một gã thanh niên mặc áo đen thấy thế, lập tức giận dữ. Nhiệt xúc, còn muốn tự bảo, nằm mơ, vừa dứt lời, lúc trước một thân ảnh thứ ba một mực biến mất, không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của con chim khổng lồ. Tay gã cầm một thanh trường đao ngăm đen, cổ tay hơi run, ô quang lóe lên, trong nháy nhất xẹt qua ít hầu của con chim khổng lồ. Chỉ nghe phốc một tiếng nổ lên, một cỗ khí kình mạnh mẽ phun ra, mang theo lượng lớn huyết dịch màu xanh phun ra như suối cao tới hơn 10 trượng. Đợi đến lúc suối máu màu lam ngừng phun, túi thịt khổng lồ trước ngực cũng tùy thời có rút lại như lúc ban đầu, con chim khổng lồ ngã xuống trong tổ lớn bị nhuộm đầy máu xanh. Bên dưới thân thể đồ sộ của có một quả trứng khổng lồ màu trắng, nhưng nghiêng tựa vào phần bụng, cực kỳ đơn lẻ. Ba gã thanh niên không thay đổi sắc mặt, hạ xuống xung quanh thân thể con chim khổng lồ, phân biệt đi tới bên dưới của hai cánh, tiến tới phần đuôi, tìm kiếm trong đám lông chim rồi rút ra một căn lông chim có lưu quang lóe lên. Đúng lúc này, bên hông một người bỗng sáng lên một đoàn ánh sáng màu vàng, kèm theo một hồi âm thanh ông ông. Hai người còn lại thấy thế, lập tức nhoáng một cái đi tới bên cạnh thanh niên mặc áo đen, thân ảnh ba người một hồi mơ hồ, vậy mà dung hợp thành một thể. Ngay sau đó thanh niên áo đen lấy ra từ bên hông một khối pháp bàn đưa tin hình tròn. Sau khi sử dụng thần thức đảo qua, gã lập tức biến sắc, lông mày nhíu chặt kêu lên. Sao có thể, rứt lời, trong mắt gã hiện lên vẻ âm tàn, phất tay đem quả trứng khổng lồ thu lại, thân hình tung lên, hóa thành một đạo cuồng phong gào thét bay đi xa chương sáu, hai biện pháp. Trong mật thất, Hàn Lập nhìn ma quang dần dần biến mất, trong lòng cười khổ một tiếng, không suy nghĩ nhiều đến sự tình phong ấn Nguyên Anh nữa. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua giếng trời của động phủ, nhìn ngắm trời đêm với đầy tinh vân. Sau một lát, hắn đứng dậy đi đến hình vẽ của ngôi sao thứ sáu khai dương tinh trên bắc đầu tụ nguyên trận, lần nữa ngồi xếp bằng, hai tay bắt quyết, đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết. Pháp trận lập tức được kích hoạt, hàn lập điều thức một chút, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, thân thể bất động. Gần nửa canh giờ về sau, trong lúc thúc giục khẩu quyết của tầng thứ 6 tiểu bắt đầu tinh nguyên công, một việc ngoài ý muốn bất ngờ phát sinh. Không biết vì sao, lực lượng tinh không được dẫn dắt xuống bỗng tăng gấp mấy lần so với khi tu luyện các tầng trước. Trong vài hơi thở, đã có 6 đạo tinh quang thô to thành hình. Xa xa nhìn lại, ở phía trên động phủ, dường như có 6 đạo cột sáng mơ hồ hạ xuống, lực lượng tinh quang minh mông chấn động, khuếch tán ra từ đó, thoạt nhìn khí thế bất phàm. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng cả kinh. Khi tu luyện năm tầng đầu tiên, tuy rằng cũng có một ít dị tưởng thế nhưng xa xa không hề bắt mắt như lúc này. Lúc đó, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao tại linh hoàn giới cũng có không ít tu sĩ tu luyện công pháp tinh thần, lúc tu luyện dẫn đến một ít dị tưởng cũng là bình thường. Nhưng hôm nay, dị tưởng kinh người như vậy, muốn không người chú ý sợ là không dễ dàng. Hắn lắc đầu, cũng không để trong lòng, tiếp tục tính tâm tu luyện. Bên trên động phủ nào đó, một đại hán thô kịch đứng giữa hư không nhìn sáu quang trụ cực lớn vẻ mặt có chút bất ngờ cùng ngưng trọng sau một khắc lưu quang lưu chuyển quanh thân cả người y hóa thành một đạo u ảnh mơ hồ bắn ra nhanh chóng tiếp cận động phu của hàn lập một cách yên ắng càng tới gần y càng cảm nhận rõ ràng lực lương tinh quang vô cùng khổng lồ ẩn chứa bên trong cột sáng như từng đợt thủy triều khuếch tán ra xung quanh sau một thoáng do dự đại hán quyết định mạo hiểm thi pháp dò xét một chút lạc quân chờ một chút một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai lạc quân, y chỉ cảm thấy hoa mắt, một nam tử theo đó đột nhiên xuất hiện trước mặt. Chính là phong chủ xuất phân phong, nam cung trường sơn. Phong chủ, lạc quân hơi ngẩn ra, sau đó hắc quang quanh thân chấn động một chút, chậm rãi tiêu tán hiển lộ chân thân. Y mấp máy môi định nói gì đó, thế nhưng nam cung trường sơn khoát tay chặn lại, cắt ngang lời nói của đối phương. Đi theo ta rồi hãy nói, y cũng không đợi lạc quân suy nghĩ, linh quang màu trắng đại phóng, Cả người hóa thành một đạo bạch hồng bay về phía đỉnh núi. Lạc Quân há to miệng như muốn nói gì nhưng thấy Nam Cung Trường Sơn đã đi xa, cũng chỉ có thể hóa thành một đạo hắc quang bám theo. Một lát sau, bên trong đại điện trên đỉnh núi, Lạc Quân vừa hạ xuống đất, nhìn thấy Nam Cung Trường Sơn hai tay chắp sau lưng đi sâu vào bên trong đại điện. Gã không thể đợi được nữa tiến lên vài bước rồi nói: "Phong chủ, Hàn Lập đưa tới dị tượng lần này tuyệt không phải tu luyện công pháp bình thường." dù sao lai lịch người này có chút khả nghi nếu không dò xét rõ ràng vạn nhất trong tông truy cứu tới chúng ta làm sao có thể nói rõ là thái thượng đại trưởng lão truyền âm muốn chúng ta không quản đến việc này nam cung phong chủ vẫn bước liên tục trong miệng như thế nói đại trưởng lão vì sao lão nhân ra lại là quân khẽ giật mình lộ vẻ khiếp sợ bất quá lại có chút nghi ngờ hỏi đại trưởng lão làm việc đều có đạo lý của người chúng ta phụng mệnh là được nam cung phong chủ đột nhiên dừng bước xoay người lại nói, nếu như thái thượng đại trưởng lão đã ra lệnh ta tự nhiên nghe theo. lạc quân nghe vậy bèn nhẹ gật đầu. còn nữa, ngươi truyền lệnh xuống, nếu có kẻ nào không tầm thường lại gần động phủ của hàn lập, cũng không được làm phiền. nam cung phong chủ tiếp tục dặn dò, vâng, lạc quân tiếp lệnh, đi ra ngoài điện. hàn lập, ngươi rốt cuộc là nhân vật thế nào, lại có thể khiến thái thượng đại trưởng lão quanh năm bế quan không màng thế sự chú ý. nam cung phong chủ thì thào tự nói một câu dần dần lâm vào trầm tư. Dị tượng phía trên động phủ của Hàn Lập cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng hơn một canh giờ, sáu cột sáng lớn đều tán loạn mờ dần, biến mất không thấy. Có điều, động tĩnh lớn như vậy, từ đầu đến cuối, toàn bộ tông môn lại như không một ai để ý đến, thật giống như mọi người không có phát hiện ra vậy. Trong động phủ, Hàn Lập vẫn ngồi khoanh chân như trước, hai mắt mở ra, sau một lúc lâu hắn cũng không nhúc nhích, sắc mặt có chút nghiêm trọng, Độ khó của tầng thứ 6 của tiểu bắt đầu tinh nguyên công hơn xa dự liệu của hắn. Nội dung so với tầng thứ 5 tối nghĩa khó hiểu hơn không chỉ vài lần. Quan trọng nhất là nhu cầu về lực lượng tinh quang tăng lên rất nhiều. Lấy thần thức của hắn hiện tại, vốn cũng đủ để ứng phó thế nhưng vận dụng lực lượng thần thức cũng tiêu hao không ít pháp lực, lúc trước khi hắn tu luyện có thể phục dụng vân hạc thảo miễn cưỡng trèo trống. Hiện tại tu luyện tầng thứ 6, mặc dù liên tục dùng bình nhỏ thúc dục linh thảo, vẫn không chắc có thể tu luyện liên tục không ngừng. Dựa theo tiến độ hiện tại, Hàn Lập cần đến ít nhất 10 năm để tu thành tầng thứ 6. Nghĩ đến thời gian tu luyện, họ Hàn không khỏi nhíu mày. Hắn phải trở lại tiên giới thật nhanh, 10 năm với hắn là quá lâu, không thể đợi được. Kỳ thật mà nói, trong vòng 10 năm tu thành tầng thứ 6 của tiểu bắc đầu tinh nguyên công, tốc độ này đã vô cùng kinh khủng. Chỉ sợ vị lãnh diễm lão tổ ở tiên giới biết được không chừng ngạc nhiên đến mức há to miệng rơi mất cằm cũng nên. Hàn lập sờ cằm, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Hắn lập tức nhắm mắt lại, hồi tưởng tư liệu điển tịch lúc trước từng xem qua. Sau một lát, đuôi lông mày nhảy lên, hắn mở to mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Lãnh Diễm Tông không hổ là một trong ba đại tông của linh hoàn giới, từ những điển tịch bên trong tàng kinh các, hắn tìm được hai biện pháp. Thứ nhất, biện pháp này có liên quan đến Cảnh Nguyên Quan một đại tông khác cùng nổi danh với Lãnh Diễm Tông. Cảnh Nguyên Quan có rất nhiều truyền thừa, có không ít thần thông tu luyện lực lượng tinh thần nghe nói tổ sư sáng lập ra môn phái là một gã tu sĩ tinh thông công pháp tinh thần. Bên trong tông môn cảnh nguyên quan có một tòa tụ tinh đài được chế tạo từ vô số tài liệu chân quý, bên trên có khắc một đại trận tinh thần từ thời thượng cổ. Trận này chính là vì tổ sư tiên nhân kia tự mình bố trí, vượt xa bắt đầu tụ nguyên trận mà Hàn Lập tự mình thiết lập thông qua lĩnh ngộ. Tại nơi đại trận phụ trợ, có thể đơn giản dẫn dắt lực lượng tinh quang mạnh gấp 4-5 lần bình thường, nổi tiếng toàn bộ linh hoàn giới bất quá đài này được cảnh nguyên quan cực kỳ coi trọng trong tông môn cũng chỉ có đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão mới có thể sử dụng người ngoài phải vô cùng khó khăn mới được sử dụng về một biện pháp khác được một cái ngọc giản ghi lại một phương pháp luyện chế pháp bảo đặc thù có tên là tinh nguyệt bảo kính tinh nguyệt bảo kính cũng không phải linh bảo có tính công kích chỉ là một kiện pháp bảo phụ trợ chỉ cần cực ít pháp lực thúc giục pháp bảo này có thể dẫn xuống rất nhiều năng lượng tinh quang phương pháp luyện chế này có từ mấy vạn năm trước do một vị trưởng lão cấp hợp thể của lãnh diễm tông ngẫu nhiên đoạt được từ trong bí cảnh. Bởi vì trong tông cũng không có nhiều công pháp tinh thần, hơn nữa luyện chế bảo vật này cần vô số tài liệu chân quý, cơ hồ gấp 10 lần pháp bảo bình thường. Vì vậy, tuy rằng ngọc giản này chân quý nhưng cho tới nay không một người nào đụng tới. Tài liệu luyện chế mấu chốt nhất của pháp bảo này lại là âm thần thạch, một tài liệu đặc thù. Khoáng thạch này cực kỳ quý hiếm, hơn nữa lại được thiên quỷ tông coi như tài liệu căn bản của tông môn, Nghe nói tu luyện công pháp chấn tông của thiên quỷ tông, thiên quỷ đại pháp, đến mấy tầng cuối cùng phải tiêu hao lượng lớn âm thần thạch. Những mỏ khoáng âm thần thạch đã được phát hiện tại linh hoàn giới đều nằm trong tay thiên quỷ tông. Có thể nói, bất kể tụ linh đài hay tinh nguyệt bảo kính, muốn thu đến tay không phải chuyện dễ. Bất quá sau một lát suy tính, Hàn Lập đứng lên đi ra khỏi động phủ. mươi 47, thăm dò. Hiện tại đang là giữa đêm, không gian yên tĩnh. Hàn Lập đi ra khỏi động phủ, Quang mang hiện lên quanh thân, xác định một phương hướng rồi phá không bay đi. Vừa mới bay không bao lâu, hắn bỗng cảm thấy bầu trời phía trước đột nhiên u ám. Một đạo cửa trưởng mờ sương im ắng xuất hiện, vừa vặn hạ xuống. Xuy suy tiếng nổ lớn vang lên, vô số hoa lửa màu trắng rơi xuống như mưa, vô số cánh sen quay tít, rơi hạ xuống, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, khiến Hàn Lập không thể tránh né. Nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống, thậm chí vài ngọn núi xung quanh bắt đầu xuất hiện từng tầng băng sương óng ánh. Hàn lập hơi ngẩn ra, tiếp theo đưa tay đánh vào hư không một quyền, mang theo một luồng man lực vô hình. Ba tiếng ngầm rầm rầm vang lên liên tiếp, hầu như tất cả hoa lửa màu trắng giống như bọt biển đồng loạt tiêu tán, hóa thành từng điểm ánh sáng răng khắp không chung. Cự trưởng màu trắng cũng bị cỗ lực lượng này ép tới khiến cho linh quang run rẩy điên cuồng, hư không ở phụ cận vặn vẹo liên hồi, phát ra âm thanh vù vù. Chủ nhân của cự trưởng tựa hồ có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị, vội vàng ẩn vào hư không biến mất tiếp theo một chỗ hư không phía xa chấn động hiện ra một cái thân hình bị một tầng bạch quang bao phủ toàn thân thấy không rõ mặt người này cầm trên tay một ngọc xích màu lam mặt ngoài hiện lên từng đạo huyền ảo hoa văn giống như đường chỉ tay bóng người vừa xuất hiện bàn tay khẽ đảo ngọc xích bay lên không trung chỉ thấy thân ảnh được bao quanh bởi bạch quang giơ tay lên tiếng xé gió vang lên vun vút lúc này cửa xích hóa lớn lên mang theo một tiếng sấm nổ mạnh chém tới chỗ hàn lập ánh mắt hàn lập hơi lóe lên ống tay áo khẽ động, một bàn tay năm ngón thỏ ra một phần, tung chảo chộp vào hư không. Chảo chưa nắm chặt thế nhưng một luồng sức mạnh bài sơn đảo hải đã liền tóm lấy cự xích khiến cho linh quang mặt ngoài của nó run rẩy điên cuồng, không cách nào hạ xuống. Cự xích màu lam rung động lắc lư, lần nữa đè xuống. Hàn lập nhíu hai mắt lại, thúc giục tiểu bắt đầu tinh nguyên công trong cơ thể, lập tức ở bụng năm điểm sáng lóe lên, hiện ra một cái đồ án thất tinh bắt đầu. Bất quả chỉ có 5 ngôi sao sáng chói, còn lại hai ngôi sao ảm đạm không sáng hắn thò ra năm ngón tay, bỗng nhiên hợp lại, hư không phụ cận vặn vẹo một hồi. Hư ảnh quái long ở mặt ngoài cự xích gào thét, phanh một tiếng tán loạn ra. Hàn đạo Hữu tại hạ tư mã kính minh, kính xin hạ thủ lưu tình. Thân ảnh bạch sắc thấy thế vội vàng hô lên, lời nói vừa dứt, bạch quang thu lại, lộ ra một nam tử áo trắng đầu tóc bạc phơ. Ánh mắt hàn lập lóe lên, bàn tay đang muốn nắm lại ngừng lại đôi chút. Tư mã kính minh nhanh như chấp bấm niệm phát quyết, cự xích màu lam nhanh chóng thu nhỏ lại, lóe lên, hạ xuống chui vào trong tay áo. Lúc này y mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thu hồi linh bảo, y có thể cảm giác được một trào cuối cùng của đối phương có bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu đáng sợ. Chỉ cần chậm hơn một chút, linh bảo của y chắc chắn sẽ bị phá hủy. Tuy rằng y không sử dụng toàn lực thế nhưng dựa vào cử chỉ thong dong vừa rồi, đối phương hiển nhiên đồng dạng không suốt toàn lực. Tư mã đạo hữu làm vậy là có ý gì? Hàn đạo hữu bỏ qua cho, tại hạ cũng không có ý mạo phạm, chỉ muốn thử thực lực của đạo hữu một chút mà thôi. Dù sao ước định của các hạ với lão tổ là chuyện cực kỳ trọng yếu đối với bổn tông, ta cũng muốn nhìn xem tích góp trăm vạn năm qua của tông môn đổi được cái gì." Tư Mã Kính Minh lật tay thu hồi ngọc xích, vừa cười vừa nói. "Hiện tại đạo hữu cảm thấy như thế nào?" Hàn Lập nhướng mày, vẻ mặt cười như không cười, thực lực của Hàn huynh mạnh vượt xa dự đoán của tại hạ, Và lại trong thời gian ngắn có thể tu luyện tiểu Bắc Đầu tinh nguyên công đến cảnh giới như thế, thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bổn tông trước kia cũng có người tu luyện công pháp này, nhưng đáng tiếc cũng chỉ học được chút hít ra lông mà thôi." Tư Mã Kính Minh than nhẹ một tiếng, khen ngợi từ tận đáy lòng. "Tư Mã đạo hữu quá khen." Hàn Lập mỉm cười rồi nói, hắn hơi dừng lại một chút rồi nói, "Về những ngọc giản điển tịch mà ta thu lấy trong tàng kinh các, Hàn Mỗ sau khi đi chuyến này về nhất định trả lại quý tông." "Hàn đạo hữu khách khí, những điển tịch trong tàng kinh khác đều có bản dự phòng. Chỉ là sự tình mà các hạ đáp ứng lão tổ." mong rằng hết sức lưu tâm cho tư mã kính minh chắp tay với hàn lập sự tình mà hàn mỗ đã đáp ứng tự nhiên sẽ không bao giờ thay đổi hàn lập thản nhiên nói ra tốt có những lời này của đạo hiếu tại hạ yên tâm hàn huynh xem ra còn có việc tại hạ sẽ không quấy dày tư mã kính minh lần nữa ôm quyền với hàn lập hàn lập cũng không nói gì thêm linh quang màu xanh lóe lên quanh thân trong chớp mắt liền biến mất không thấy tung tích tiên giới bắc hàn tiên vực một tòa núi cao hơn ngàn trượng xanh tươi, xung quanh được bao phủ bởi nồng đậm linh khí. Trên đỉnh núi có một tòa đại điện màu vàng lộng lẫy lẳng lặng đứng, được ánh sáng mặt trời chiếu rạng rỡ. Lúc này, trong đại điện, một lão già dâu dài mặc đạo bào màu tử kim, đầu đội mũ quan, ngồi ở một cái ghế dựa lớn, trên tay đang cầm một chén trà nhỏ được làm bằng phỉ thúy. Lão khẽ nhấp một ngụm, sau đó ngẩng đầu, nhìn một người đang đứng trước mặt. Người nọ ước chừng khoảng hai ba mươi tuổi, mặc trang phục màu đen, Cung kính thi lễ với lão giả nói: "Thông hư tiên trưởng, vãn bối phương bàn, hôm nay mạo muội tới chơi, hy vọng tiên trưởng sử dụng tiên cơ bí thuật giúp ta tìm kiếm một người." "Ngươi là ai?" Lão phu không quan tâm nhưng ngươi đã biết quy củ của Thông hư các rồi chứ? Lão giả nhẹ nhàng đặt chén trà nhỏ xuống bàn bên cạnh, lạnh nhạt nói ra: "Một cây hư hải tử dương hoa vạn năm, hai khỏa thượng phẩm kim đồng long nhãn thạch, cộng thêm một lọ bạc dương hồi âm thủy, không biết đã đáp ứng quy củ chưa?" thanh niên mặc áo đen lập tức tiến lên nửa bước rồi nói. Nói xong, hư không trước người hiện ra hai cái hộp tinh xảo màu tím, cùng một cái bình ngọc màu trắng, nắp hộp cùng bình đều được mở sẵn, lộ ra vật được cất bên trong. Lão giả quét mắt một cái, đôi mắt hơi sáng lên khẽ vuốt cằm nói coi như có chút thành ý. Nói đi, người muốn tìm ai? Người này là kẻ địch trước kia của vãn bối, tưởng rằng 300 năm trước đã chết dưới tay ta, nhưng gần đây khả năng hắn vẫn còn sống, chỉ là không biết hôm nay trốn ở nơi nào, mong rằng tiên trưởng giúp đỡ. Thanh niên mặc áo đen mở miệng nói ra, có những vật tương quan với huyết mạch hoặc là da lông, lân giáp của kẻ đó không? Lão giả hỏi, thanh niên mặc áo đen do dự một lát, lấy ra một bình xứ màu trắng, đưa tới nói ra. Huyết mạch của người này có chút đặc biệt, năm đó khi giao chiến ta đã lấy được một giọt tinh huyết, tiên trưởng nhìn một chút xem có dùng được hay không. Lão giả tiếp nhận bình xứ, lắc nhẹ một cái thì thấy bình xứ rất nặng, vừa mở nắp bình ra, thoáng người qua, lập tức biến đổi thần sắc. Kỳ quái, thật không thể tin được, người này cuối cùng thuộc chủng loại nào. Bên trong huyết mạch chứa nhiều loại chân linh chi lực như vậy. Thông hư tiên trưởng kinh ngạc kêu lên, cái này, không dối gạt tiên trưởng, người này là một tu sĩ phi thăng từ hạ giới, trên người mang nhiều loại dị thuật thần thông, thực lực không yếu. Vãn bối năm đó phải dựa vào may mắn mới đánh bại được hắn. Thanh niên mặc áo đen trần chờ một chút rồi nói, tu sĩ phi thăng từ hạ giới, mà thôi đi theo ta, Thông hư tiên trưởng trầm ngâm một lát, đứng dậy, một tay để sau lưng đi tới hậu đường của đại điện. Thanh niên áo đen thuận theo đi qua một tấm bình phòng đẹp đẽ, xuyên qua hậu đường, đi tới một gian mật thất. Trong mật thất thập phần rộng rãi, trên mặt đất khắc lấy ba vòng hình mật văn, hiển nhiên là một trận phá đồ văn cực kỳ phức tạp nào đó. Trong phòng không có bất cứ vật gì, chính giữa có một cái vỏ gốm lớn màu đồng xanh. Vỏ gốm lớn cao chừng ba thước, quanh thân đồng dạng cũng được khắc những đường vân kỳ dị cổ xưa, liên kết chặt chẽ với những đường vân trên mặt đất thành một khối thanh niên mặc áo đen đi theo thông hư tiên trưởng đến bên cạnh vỏ gốm cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy bên trong vỏ gốm đựng đầy chất lỏng màu đen mặt chất lỏng phản chiếu ra thân ảnh hai người lão giả mở bình xứ ra lắc nhẹ đổ giọt tinh huyết ra leng keng mọt giọt huyết dịch màu vàng chảy xuống từ trong bình rơi vào trong hũ phát ra một tiếng vang nhỏ làm gợn nên từng gợn nhỏ trên mặt chất lỏng màu đen ngay sau đó Phương bàn nhìn thấy chất lỏng đen xì bên trong lò gốm lập tức rung động, lan truyền ra bốn phía, trong chớp mắt vỏ gốm trở nên trống rỗng. Bên trong vỏ gốm cũng được khắc từng vòng tròn đồ văn. Thông hư tiên trưởng thấy thế, môi mấp máy, niệm lên một loạt chú ngữ tối nghĩa khó hiểu. Mở, sau một lúc lâu, chỉ nghe một tiếng quát trói tai, một ngón tay đâm tới chỗ mi tâm, tiếp theo lại chỉ tới vỏ gốm màu đồng xanh. Ô, 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 n, g vang lên một tiếng trầm đục. Vỏ gốm màu đồng xanh đột nhiên chấn động, những đường vân trên vỏ gốm phát ra quang mang mãnh liệt màu xanh. Sau đó, những tia sáng màu xanh thuận theo phù văn lan tràn hạ xuống, bao phủ trọn pháp trận trên mặt đất. Phương bàn còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị một mảnh thanh quang bao phủ. Trong thoáng chốc, gã phát hiện bản thân đang đứng giữa một mảng lớn thủy lực, mọi nơi nhìn lại là một sơn mạch xanh tươi. Nơi đây là, trong vỏ gốm, chỉ chốc lát về sau, thanh niên mặc áo đen có chút giật mình thì thào. mươi 48, bắt cóc không cần nhìn chung quanh người chỉ có thời gian năm tức lúc này giọng nói của thông hư tiên trưởng đột nhiên vang lên như sấm rền cuồn cuộn khiến phương bàn không khỏi có chút giật mình gã vội vàng tập trung quan sát mọi thứ chỉ thấy ngoại trừ núi non trùng điệp xung quanh không còn gì khác nhưng ngay sau đó linh tính mách bảo phương bàn cúi đầu xuống chỉ thấy dưới chân có một tia máu màu vàng nhạt kéo dài trong nước phương bàn ngưng thần nhìn lại phát hiện dưới mặt nước ẩn hiện bóng người màu xanh mờ mờ tỏ tỏ khi xa khi gần như thực như ảo dù gã muốn nhìn thật kỹ nhưng không cách nào làm được khi họ phương định cúi sát hơn nữa thậm chí đưa đầu vào nước để quan sát thật kỹ thì huyết tuyến dưới chân đột nhiên tán loạn biến mất không thấy gã hơi ngẩn ra chưa kịp suy nghĩ trời đất chung quanh đã chợt quay cuồng bắt đầu trở nên vặn vẹo đến khi phương bàn tỉnh táo trở lại phát hiện bản thân đang đứng bên cạnh vò gốm đồng xanh cả người cúi thấp đôi tay vịn bên miệng vò nói đi ngươi nhìn thấy gì giọng nói nhàn nhạt, nhạt của lão già dâu dài tuyển đến, vãn bối hổ thẹn, giống như không thể thấy rõ cái gì. Chỉ cảm thấy thân ảnh của đối phương như xa như gần, có chút mơ hồ, nhìn không được rõ. Thanh niên áo đen lắc đầu, kể lại tỉ mỉ tình huống quan sát được. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Sở dĩ thiên cơ úng bày ra cảnh tượng như vậy hơn phân nữa là bởi chủ nhân của giọt máu hiện tại không có tại Bắc Hàn tiên vực mà đã tiến vào bí cảnh bị che giấu tại tiên vực một tiểu giới lệ thuộc trực tiếp của tiên vực nào đó thông hư tiên trưởng suy nghĩ một hồi sau đó đưa ra suy đoán tiên trưởng có thể điều tra rõ hơn người nọ rốt cuộc lưu lạc đến bí cảnh hoặc hạ vị giới diện nào không phương bàn nghe vậy nhịn không được hỏi dồn hoang đường ngươi cho rằng không có bất kỳ manh mối nào chỉ dựa vào một giọt tinh huyết là có thể tìm kiếm tung tích của người khác trên khắp tiên giới rộng lớn cùng vô số tiểu giới nhỏ bé kia một cách dễ dàng vậy sao thông hư tiên trưởng hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không vui phương bàn thấy vậy vội vàng chắp tay nói ra là do vãn bối đường đột kính xin tiên trưởng chớ nên trách tội một lát sau bên ngoài ngọn núi xanh tươi phương bàn chắp tay sau lưng đứng giữa không trung ánh mặt lạnh lùng vẻ mặt có chút âm tình bất định hừ dù có chạy đến chân trời góc biển ta cũng nhất định đem ngươi bằng thây vạn đoạn nói xong gã thò tay xuống hông lấy ra một khối trận bàn đưa tin lẩm bẩm tụng niệm vài câu mật chú sai đó đặt lên mi tâm một quầng sáng rực rỡ theo đó hiện giữa bàn tay trên màn sáng là thân ảnh của một thanh niên cao lớn mặc áo bảo xanh, khuôn mặt bình thường. Theo phương bàn vung tay lên, màn sáng kia cũng thu nhỏ lại bay vào trận bàn đưa tin, biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, trong một hạp cốc vắng vẻ ở phía tây bắc phong quốc, sương mù nồng đậm, cuồn cuộn không thôi. Thỉnh thoảng lại có âm thanh va chạm của pháp khí truyền ra từ biển sương. Đột nhiên, theo một tiếng nổ mạnh vang lên, sương mù tán ra xung quanh, một đạo độn quang màu lục từ trong bắn ra. Bên trong độn quang là một thiếu nữ áo lục, quanh người trôi nổi ba khối ngọc bài phát sáng rực rỡ, dưới chân là một kiện ngọc ba xanh biếc. Thiếu nữ dung mạo thanh lệ, môi hồng răng trắng, đúng là liễu nhạc nhi. Nàng bay chưa được bao xa thì sương mù trong cốc đã lần nữa dâng lên cuồn cuộn. năm đạo độn quang từ trong bắn ra, nhanh chóng đuổi theo. Khí thế của nhóm người này không hề tầm thường, thình lình đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Tuy rằng Liễu Nhạc Nhi đã toàn lực thúc giục phi toa dưới chân thế nhưng tốc độ độn quang vẫn chậm hơn đối phương vài phần. Không quá một nén nhang, khoảng cách hai bên đã không còn đến 30 trượng. Các vị cuối cùng là ai, tại sao đuổi sát không rời tiểu nữ như vậy? Liễu Nhạc Nhi thúc giục pháp quyết để cho độn quang dừng lại sau đó quay người quát khẽ một tiếng. Độn quang màu đen đi đầu, hiện ra một đại nán dâu quai nón. Mắt gã nhìn chăm chú phi toa dưới chân thiếu nữ, vẻ mặt không thể che giấu được sự tham lam. Hắc hắc, không cần hỏi nhiều, biết điều thì ngoan ngoãn chịu chói, như vậy có thể tránh được đau đớn về thể xác. Bốn đạo độn quang còn lại cũng chia ra hai bên trái phải, bao vây liễu nhạc nhi vào giữa. Độn quang thu lại, hiện ra bốn thân ảnh, theo thứ tự là một lão già mặt đỏ, một thiếu phụ áo tím cùng hai thanh niên áo đen giống nhau như đúc, có lẽ là song sinh. Nhiều người như vậy lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ cho rằng đệ tử lãnh diễm tông dễ bị bắt nạt vậy sao? Liễu nhạc nhi lạnh lùng nhìn qua bọn họ rồi nó một hậu bối kết đan lại có khẩu khí không nhỏ, tới đây nếm thử một chút lợi hại của lão phu, lão già mặt đỏ quát khẽ một tiếng, tay áo vung mạnh lên. Ánh sáng đỏ lóe lên, một vòng tròn cùng mày theo đó bay ra, hóa thành xiềng xích trùng điệp cuốn tới liễu nhạc nhi. Ngoại trừ đai hán dâu quai nón, ba người còn lại cũng lần lượt lấy ra một kiện bảo vật, thúc giục pháp quyết hóa thành ba đạo công kích màu sắc khác nhau, giáp công từ nhiều phía. Liễu nhạc nhi có chút biến sắc thế nhưng sớm có chuẩn bị, lúc này vẫy nhẹ hai tay đồng thời lẩm bẩm tụng niệm. Ba khối ngọc bài màu xanh đột nhiên xuất hiện quanh người sau đó phóng lớn tạo nên tầng tầng ảo ảnh che chở nàng vào giữa. Oanh long long, bốn quang đoàn trói mắt nổ văng tung tóe, hào quang bên ngoài ngọc bài chợt tối đi, xen lẫn âm thanh vỡ nát. Linh quang của chúng ảm đạm hơn nữa thế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của bốn người. Điều này khiến cho đám người đại hán dâu quai nón không khỏi giật mình. Nơi đây không thích hợp lưu lại quá lâu, phải tốc chiến tốc thắng, chú ý không được làm hại tính mạng của con bé kia. Sau khi trầm giọng phân phó một tiếng, đại hán dâu quai nón giơ tay lên. Vật gã đang cầm theo đó rời tay, xoay tít một vòng, phóng lớn chừng hơn 10 trượng, gia nhập trận chiến. Năm gã nguyên anh kỳ liên thủ, thế công mạnh hơn, linh quang mặt ngoại thanh bài nhanh chóng tắt ngóm. Nào ngờ ngay khi ngọc bài vỡ nát, Liễu Nhạc Nhi lại điềm tĩnh giơ tay lên, tế ra một pháp bảo hình giải lụa với phẩm giai tựa hồ không thấp hơn đồ vật ban nãy giải lụa khẽ quấn quanh đỉnh đầu liễu nhạc nhi, linh quang chấp động, tầng tầng hào quang trắng noán hiện ra, bao bọc thân ảnh của cô gái này vào đó, như ẩn như hiện. Đám người đại hán dâu quai nón vừa sợ vừa giận, hiển nhiên không ngờ một tu sĩ kết đan lại có nhiều pháp bảo đẳng cấp cao như vậy. Có điều bọn họ không phải lần đầu liên thủ, không hẹn mà cùng gia tăng pháp lực truyền vào pháp bảo. Tiếng nổ vang lên bốn phía, hào quang màu trắng lập tức run rẩy kịch liệt, có điều vẫn chưa có dấu hiệu tan vỡ trong thời gian ngắn. Liễu nhạc nhi được giang mây trắng bao bọc, vội vàng phục dụng một khỏa đan được sau đó nhanh chóng bấm niệm pháp quyết trong tay. khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nội tâm cực kỳ khẩn trương. Đây là lần đầu tiên tiểu cô nương họ Liễu đối mặt với kẻ địch có tu vi vượt xa bản thân. Ngày đó sở dĩ cô gái này có thể hạ sát tu sĩ hóa thần như cổ nhân cũng là nhờ vào tinh viêm hỏa điều do Hàn lập sử dụng thủ đoạn đặc thù phong ấn trong cơ thể cộng với việc phục dụng một viên tụy linh đan tạm thời để thăng pháp lực để có thể phát huy triệt để uy năng của hỏa điều từ đó đánh ra một kích tất sát. Lúc này, sở dĩ có thể trèo trống đến tận bây giờ cũng là dựa vào pháp bảo phòng thân cùng với đan dược mà Hàn Lập ban tặng lúc trước. Dù vậy, tình hình của Liễu Nhạc Nhi cũng thật không ổn chút nào. Không, ta không thể xảy ra chuyện gì, ta đã đáp ứng ca ca phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Thiếu nữ cắn chặt hàm giang, khuôn mặt trắng bệ có chút chấp đông. Tay trái nhấc lên, bấm niệm pháp quyết, pháp trận huyền ảo trên cánh tay trái bỗng nhiên sáng lên. Nương theo một tiếng thanh minh, Hỏa điều ngân sắc có phần nhỏ hơn so với trước đây đột một bắn ra, dương rộng đôi cánh, lao ra khỏi dáng mây trắng. Hai tiếng phốc phốc hầu như vang lên đồng thời. A, à, điều này, đây là cái gì? Không, hai thanh niên áo đen kêu gào thêm thảm, thân thể bị hỏa diễm màu bạc bao bọc trong nháy mắt. Tình huống phát sinh quá mức bất ngờ, khiến cho ba người còn lại căn bản không kịp phản ứng đã thấy đồng bạn biến thành khói đen, ngay đến nguyên anh cũng không chạy thoát, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Lại qua một lúc, ánh sáng trắng đã lan đến lão già mặt đỏ. Người lão bị lửa bạc cắn nuốt khiến cho linh quang hộ thể cũng không có tác dụng mảy may. Đại hán dâu quai nón và thiếu phụ áo tím sớm đã khiếp sợ rốt cuộc phản ứng kịp thời, không nói hai lời chia nhau bỏ chạy. Đại hán có tu vi cao hơn thiếu phụ vài phần, tốc độ cũng tự nhiên nhanh hơn một chút. Thế nhưng hỏa điều ngân sắc căn bản không cho hai người cơ hội. Ngọn lửa lao đến nhanh như tia chớp, thoáng chốc vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, xuyên qua thân thể thiếu phụ áo tím, biến ả thành một quả cầu lửa rơi thẳng xuống sư phụ cứu không lâu sau đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong khoảnh khắc sau đó im bặt thân thể của đại hán dâu quai nón đã bị ngọn lửa màu bạc bao phủ tia sáng trắng lóe lên một cái đã dung nhập trở lại cánh tay của thiếu nữ sau đó biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa liễu nhạc nhi trong lòng buông lỏng nhưng sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy thân hình lảo đảo đứng cũng không vững nàng vội vàng lấy ra một quả linh đan mà phục dụng vào sắc mặt theo đó hồng hào trở lại một chút. Nhưng vào lúc này, dị biến bỗng phát sinh, hư không trên đầu nàng đột nhiên chấn động, một đạo ma chảo đen kịt bỗng nhiên xuất hiện, chộp mạnh xuống dưới. Mặc dù chưa chạm tới nơi, thế nhưng đã khiến cho hư không phía dưới chấn động một hồi rồi một cỗ linh áp vô hình trực tiếp hướng thiếu nữ mà đè xuống. Xoẹt, giải lụa màu trắng vốn đã có chút bất ổn, dưới sức ép của linh áp rốt cuộc tán loạn. Thiếu nữ quá sợ hãi, vội vàng huy động linh lực, thì triển độn thuật bỏ chạy nhưng sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt. Đừng nói đến việc bấm niệm pháp quyết, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma chảo bay ra từng sợi hắc quang, ngưng tụ thành một cái lưới màu đen to lớn, trói nghiến thân thể mình lại. Ma chảo đen kịt lóe lên rồi biến mất tại trong hư không, cách đó không xa tại giữa không trung, một lão giả áo đen, tóc bạc dâu đen, thân hình gầy còm lẳng lặng hiện ra. Chương 49: Áp chế. Thật không ngờ, một yêu hồ nhỏ bé như ngươi lại mang bên mình thiên địa dị hỏa bậc này. À, ta hiểu rồi, ắt hẳn là do tiểu tử họ hàn kia tặng cho ngươi, khó trách kẻ này lại khó chơi như vậy. Có điều xem như ta đã gặp được một niềm vui bất ngờ. Cơ duyên của lão phu đã đến rồi đây. Ha ha, lão giả áo đen vừa nhìn chằm chằm phong ấn màu bạc trên cánh tay trái của liễu nhạc nhi vừa vỗ tay cười ha ha. Liễu nhạc nhi lúc này bị lưới đen trói lại như một đòn bánh trưng, căn bản không thể nhúc nhích mảy may sau khi nghe thấy đối phương nói vậy lập tức giật mình nhớ đến điều gì đồng thời nghẹn ngào thốt lên. Ngươi là tề huyên của thiên quỷ tông, đúng vậy, lão phu chính là tề huyên, xem ra ngươi cũng đã rõ mục đích của ta lần này. Tề huyên thu lại dáng vẻ tươi cười, khuôn mặt thoáng chốc trở nên dữ tợn. Muốn dùng ta để dụ ca ca đến sao, mơ tưởng. Liễu nhạc nhi hét lên một tiếng, khuôn mặt trắng bệch hiện lên dáng vẻ kiên quyết. Tiếp đó, đôi mắt của nàng đột nhiên sáng lên hào quang u lục mi tâm lóe hiện từng điểm lục quang óng ánh. Lão già thấy thế bèn vung tay bắn ra một đạo hắc quang về phía mi tâm của Liễu Nhạc Nhi, khiến cô bé này chưa kịp phản ứng đã rơi vào hôn mê. Hừ, chưa phải lúc để ngươi chết, chờ lão phu bắt được Hàn Lập, sẽ dùng địa quỷ chi hỏa luyện hóa các ngươi thành cho bụi, vĩnh viễn không thể siêu sinh để trả thù trước linh vị chất tôn của ta. Tề Huyên lầm bầm vài câu oán độc sau đó lần nữa nhìn sang cánh tay trái của nữ hồ. Sau khi suy nghĩ một chút, lão liền lấy ra một cái bình tròn đỏ rực, bên trên khắc đầy phù văn không rõ danh tự. Chỉ thấy bình tròn lơ lửng trước người, lão tụng niệm chú ngữ gì đó, mười ngón như bay, chậm rãi kết thành ấn quyết. Sau một lúc lâu, tề huyên quát khẽ một tiếng, một tay chỉ vào bình tròn. Phốc, phù văn trên bình lập tức sáng lên, bắn ra một cỗ hào quang đỏ rực. Vô số tinh ti cùng màu từ đố bay ra, chui vào phong ấn trên tay thiếu nữ sau đó phát lực kéo mạnh. Kít, ít, tê, phong ấn màu bạc lập tức tỏa sáng rực rỡ. Dưới sự lôi kéo của tinh thi, từng đốm lửa bạc bắt đầu hiện ra. Tề Huyên tỏ ra vui vẻ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hào quang phun ra từ miệng bình lập tức trở nên nồng đậm gấp nhiều lần. Càng nhiều tinh thi từ đó chui ra, đua nhau xông vào phong ấn màu bạc. Liễu Nhạc Nhi khẽ run lên, tay trái co quắp, đau đớn khiến nàng rên khẽ một tiếng. Ngân diễm bị kéo ra càng ngày càng nhiều, mơ hồ hợ thành hình dạng hỏa điều màu bạc chỉ là khí tức của nó vô cùng suy yếu, tựa như đang chìm vào giấc ngủ. Đúng vào lúc này, phòng ấn nổi lên một hồi thanh quang như muốn đòi lại hỏa điều sắp bị cướp đi. Tề huyên thấy vậy khuôn mặt nở ra nụ cười khinh miệt. Lão há miệng phun lên bình tròn, một ngụm máu tươi, lập tức thân bình đại phóng hồng quang. Tất cả tinh thi nhanh chóng ngưng tụ thành hai sợi xích hồng ánh khóa chặt phần cổ của hỏa điều màu bạc. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, hỏa điều lại bất ngờ thức tỉnh vào lúc này. Tựa như chú ý đến xiềng xích trên cổ, nó hót lên một tiếng phản nộ. Đôi cánh giang rộng, ngọn lửa bùng lên, trong miệng cũng bắn ra một đạo hỏa trụ màu bạc. xiên xích óng ánh vừa tiếp xúc với ngân diễm đã bị đốt thành cho bụi. Tốc độ hỏa trụ không giảm, trực tiếp xuyên qua bình tròn, vào tới Tề Huyên. Bởi vì sự tình quá mức đột nhiên, lại thêm tốc độ mau lẹ kinh người của hỏa trụ khiến lão căn bản không kịp phản ứng. Tề Huyên âm thầm kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều phất tay tế ra một chiếc tiểu thuẫn màu xanh, đồng thời thân hình bắn ngược về sau 10 trượng, để lại đạo đạo tàn ảnh. Thế nhưng cánh tay trái đã bị ngọn lửa liếm phải, thình lình biến thành cho tàn. Nếu không phải ngọn lửa vừa rồi hậu lực chưa đủ, chỉ sợ lão nếu không chết cũng bị thương nặng. Tề huyên hít sâu một hơi, lấy ra một khỏa đan dược đỏ quạch như máu, cho vào trong miệng. Miệng vết thương điên cuồng nhúc nhích, sinh ra thịt mới với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau mấy hơi thở, cánh tay trái của lão đã mọc trở lại. Họ tề lúc này mới có chút hốt hoảng nhìn lại liễu nhạc nhi. Bình tròn đỏ rực và tiểu thuẫn xanh biết sớm bị ngân diễm thôn vệ sạch sẽ. Lúc này, hỏa điều đã chui trở lại cánh tay của nữ hồ, không thấy bóng dáng. Tuy rằng trong lúc không đề phòng, lão đã ăn phải thiệt thòi nho nhỏ thế nhưng như thế chỉ khiến ngọn lửa tham lam trong mắt lão càng thêm bỏng rát. Giữa một sơn mạch uốn lượn xanh ngắt, sương mù nghi ngút, linh khí tràn ngập. Khắp nơi phân bổ từng căn lầu các cung vũ tinh tế. Trên không phía xa, bảy tám bóng người lướt tới, đáp xuống cốc khẩu. Cầm đầu bọn họ là một thiếu niên 16-17 tuổi vận y phục trắng như tuyết, dung mạo tuấn lãng ngạo khí mười phần thiếu niên này vừa đáp xuống đất đã lập tức nói với những người còn lại lập tức vào cốc nhất định không được để nó chạy thoát vâng đám người đồng thanh đáp ứng sau đó xông vào sân cốc chỉ còn lại một lão bà tóc tràng áo xám tựa như không nghe thấy mệnh lệnh một tay chống quải trượng màu tím tạo hình kỳ dị đi tới bên người thiếu niên tôn bà 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 cũng nên đi cùng bọn họ tử vân điêu này rất giảo hoạt không có bà ra tay bọn họ e rằng không làm được việc thiếu niên nhìn thoáng qua lão bà bên cạnh rồi nói như thế thiếu chủ lão phụ phụng mệnh quán chủ bảo hộ cho ngươi chu toàn không thể tự ý rời khỏi cương vị bà lão tóc trắng lắc đầu chỉ nói bà vào sơn cốc trước một bước để bắt tử vân điêu mà thôi sao có thể xem là tự ý rời bỏ cương vị thiếu niên cau mày quán chủ lệnh cho ta không được rời khỏi thiếu chủ nửa bước chẳng may có gì sai sót lão phụ chết muôn vạn lần cũng khó thoát tội lão bà vẫn không muốn tuân lệnh thiếu niên hiển nhiên không vui hồ lô cốc này thuộc địa phận của cảnh nguyên quan cúng ta, khoảng cách đến tông môn cũng không quá. Cuồng đồ nào lại dám đến đây lỗ máng, chẳng phải là ngại mạng mình quá dài hay sao? Tuy nói như vậy, nhưng, không đợi bà nói hết, thiếu niên đã cắt ngang. Không cần nhiều lời, chậm thêm chút nữa tử vân điêu chạy mất, ta sẽ nói lão tổ hỏi tội bà. Sắc mặt lão bà có chút khó coi thế nhưng bộ dáng trần chờ không muốn động thân. Còn không mau đi, thiếu niên thấy thế, giận đến tím mặt lão bà tóc trắng đành phải cắn răng vung mạnh quả trượt, hóa thành một đạo cầu vồng, lao vào sơn cốc. Thiếu niên nhìn theo bóng lưng của bà lão, vẫn có chút bực mình, phải tay cất bước về trước. Nào ngờ vừa mới đi được hai bước, gã đã cảm thấy sau lưng có chút khác thường bèn quay lại tho vô thức. Chỉ thấy hai đạo lam mang sâu thẳng khiến tâm thần người khác hoảng hốt, thần thức của gã lập tức trở nên mơ hồ. Thân ảnh áo xanh của Hàn Lập chậm rãi hiện ra, lam mang trong mắt chấp động, ngón tay còn kẹp một tấm phủ lục màu tím. Sau khi từ tốn thu hồi thái nhất hóa thanh phù, họ hàn cười nhạt tiến tới trước mặt thiếu niên. Lúc này hai mắt thiếu niên vô thần, vẻ mặt ngốc trệ, đứng yên không nhúc nhích. Tụ tinh đài của cảnh nguyên quan nằm ở đâu? Hàn lập hỏi thẳng, trên đỉnh, cửu cung phong, thiếu niên đáp lại, vì sao không phải là trên chủ phong kính thiên phong? Hàn lập nghe vậy, có chút nghi ngờ hỏi lại, cửu cung phong thế núi cao nhất, tầm nhìn cũng là tống trải nhất, có lợi cho việc tiếp nhận lực lượng tinh thần, cho nên tổ tiên mới thiết hạ trận pháp ở đó. Thiếu niên trả lời không chút do dự, tụ tinh đài do ai đóng giữ, tu vi như thế nào? Hàn lập gật nhẹ đầu, hỏi tiếp, an bài bên trong, thiếu niên mặt không biểu tình, thành thật kể rõ mọi việc. Cửu cung phong cũng là trọng địa gần ngang với kính thiên phong cho nên cũng có lượng lớn đệ tử và trưởng lão tông môn tu hành ở đó. Đặc biệt vị trí của tụ tinh đài trên đỉnh núi càng là cấm địa quan trọng của cảnh nguyên quan. Ngoại trừ một ít trưởng lão nội môn và đệ tử hạch tâm, những người khác bình thường không được tiến vào, theo lời thiếu niên kể lại, bên ngoài tụ tinh đài thiết hạ cấm chế cường đại. Tuy rằng không rõ số lượng trưởng lão đóng giữ thế nhưng có thể chắc chắn là có ít nhất một vị trưởng lão cấp hợp thể tỏa chấn. Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Lập nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của thiếu niên sau đó thân hình biến mất tại chỗ như xương khói. Thiếu niên áo trắng lúc này mới tỉnh táo trở lại, nhớ đến cảm giác kỳ lạ sau lưng bèn quay đầu nhìn lại nhưng không thấy ai. Sau một thoáng nghi hoặc, gã lắc lắc đầu đi vào trong cốc. Bên kia, hàn lập xuất hiện sau một gốc cây nhấc chân định bay đi lúc này bên hông thình lình sáng lên một tấm phù lục triệu hóa bay ra lơ lửng giữa không trung hàn lập vừa thấy vật này lập tức cau mày một tiếng phốc vang lên một đốm lửa bùng lên giữa không trung phù lục bốc cháy hừng hực trong tàn lửa hư ảnh mơ hồ xuất hiện dần dần trở nên rõ ràng có thể thấy được một thiếu nữ áo lục ngã xuống bàn đá khuôn mặt không chút huyết sắc hai mắt nhắm nghiền Cổ tay trắng ngần của nàng đang bị một cánh tay khô gầy chế trụ chặt chẽ. Chủ nhân của cánh tay kia là một lão già tóc bạc dâu đen, y phục đen kịt, thân hình gầy còm, vẻ mặt âm độc đang nhìn về phía hắn. Ngươi là Tề Huyền, Hàn Lập nhìn qua y phục trên người đối phương sau đó nghĩ tới điều gì bèn nói. Hừ, Hàn Tiểu Tặc, hai năm trước ngươi không chỉ giết chết, chết chấn tôn hảo nhi của ta, còn dám tính kế với hảo hữu của bổn tôn là lục nhai về sau lại co đầu rút cổ tại địa bàn của lãnh diễm, khiến cho lão phu tốn biết bao nhiêu công sức hôm nay tiểu hồ này rơi vào tay ta, ngươi muốn cứu nó không? Lão già cười gần rồi hỏi, vẻ mặt ẩn hiển sát khí. Các hạ muốn thế nào? Hàn Lập bình tĩnh hỏi lại. Trong một tháng, hãy đến U Quỷ Phong thuộc dãy núi Phong Âm tại Thiên Quỷ Tông của ta. Nhớ kỹ, chỉ cho phép ngươi đến một mình. Nếu như ngươi không xuất hiện, đừng trách lão phu vô tình độc ác. Tề Huyên bỗng nhiên gần giọng, nói xong, lão liền siết chặt cổ tay của Liễu Nhạc Nhi. Cơn đau khiến cho thiếu nữ đang rơi vào hôn mê cũng phải nhíu mày, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Hàn lập thấy vậy, khuôn mặt trầm xuống, im lặng không nói. Nương theo chàng cười đắc thắng của tề huyên, hỏa quang trước mặt biến mất không chút tâm tích, chỉ còn lại cho tàn bị gió núi thổi bay. năm 50, phá tháp mà ra, nửa tháng sau, bên trong sơn mạch phong âm, trên không của ngọn sơn phong thẳng đứng cao ngất là một tầng mây màu xám đen. Thế nên, đến tận buổi trưa, mặt trời dọi xuống khắp nơi không có được bao nhiêu, một cơn mưa sắp đến mang theo bộ dáng âm u. Rừng cây trải rộng trên ngọn núi, cũng không còn có màu xanh tươi như bình thường nữa, mà hơi mang vẻ màu xanh đen trầm trọng, thoạt nhìn khiến cho cả ngọn núi, giống như đi ra từ bức tranh thủy mặc được phát thảo ra từ bút mực. Đúng lúc này trong mây đen trên bầu trời, đột nhiên bị phá ra một đường vết rách, từ đó bắn ra một đạo độn quang, hiện ra một thân ảnh của thanh niên áo bảo xanh. Chính là Hàn Lập, hắn treo lơ lửng trên hư không, sau đó nhìn khắp bốn phía, tiếp đó lại nhắm mắt, chậm rãi thả thần thức ra, quét về phía sơn phong. Một lát sau, hai mắt đột nhiên mở ra, trên mặt lộ vẻ cổ quái, sau hắn liền nhúng người chấp động mấy cái, bay về phía có mảnh xương mù lượn lờ trong khu núi rừng, nhẹ nhàng đáp xuống. Sau khi hắn hạ người xuống, đi về phía trước không bao xa, sau đó lại vòng qua gốc cây cổ thụ to lớn, liền thấy bên trong mảnh xương mù mịt mờ phía trước có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, đang dựa vào trên một thân đoạn cây khô nửa màu xám trắng không nhúc nhích nhạc nhi lông mày hắn nheo lại mở miệng kêu một tiếng thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn nghe được âm thanh đầu vai hơi rung động lông mi khẽ động hai mắt đang nhắm nhẹ nhàng mở ra ngay khi nhìn thấy hàn lập khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt của nàng lập tức hiện ra sắc mặt vui mừng khóe miệng cũng miếng cưỡng lộ ra vẻ cười tươi há miệng muốn nói gì miệng lưới tựa hồ như bị phong cấm chỉ có thể phát ra âm thanh hàm hồ ừ ừ a à a à ta đến rồi, đừng sợ. Hàn lập an ủi một câu, chậm rãi tiến về phía trước. Liễu nhạc nhi thấy thế, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, liên tục lắc đầu về phía hàn lập. Thấy hàn lập vẫn bước tới, nàng quẩy người một cái, giống như muốn ngồi thẳng người, đột nhiên quanh người rung động một hồi đồm đột. Từng đạo xiềng xích lóe lên lôi điện màu đen xuất hiện ngoài người của nàng, chói chặt từ đầu tới chân của nàng lại, chỉ cần nàng hơi nhúc nhích, liền lóe lên lôi điện màu đen, hung hăng đánh lên người mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nhạc Nhi toát ra vẻ đau đớn, thân sắc trên mặt của Hàn Lập cũng không thay đổi, sâu trong đáy mắt hiện lên tia sát ý lạnh thấu xương, chân bước không ngừng. Ngay lúc hắn bước thêm một bước về phía trước, chân còn chưa chạm xuống dưới đất thì bất ngờ dị biến phát sinh. Vốn xương mù trắng như tuyết trong khu rừng, lúc này đã trở nên đen kịt vô cùng, cũng nổi lên quay cuồng dữ dội, tiếp đó là cuồng phong gào thét, xương mù lập tức biến thành vòng xoáy khổng lồ. Chợt nhiệt độ xung quanh bất ngờ hạ thấp, hơn nữa từ khắp nơi nổi lên tiếng quỷ khóc sói chu hú hú. Hàn lập thân ở trung tâm vòng xoáy, chỉ cảm thấy tối sầm, tiếp đó là một luồn hấp lực vô hình từ vòng xoáy truyền ra, tựa hồ như muốn lôi kéo xuống dưới. Hàn lập hư lạnh một tiếng, liền đạp một chân xuống, đi nhanh về phía liễu nhạc nhi, không chút bộ dạng trở ngại nào. Nhưng ngay đúng lúc đó, một tiếng ầm ầm trầm đục từ dưới đất truyền đến. Hai bên trái phải mặt đất run rẩy một hồi, bất chợt ầm ầm vỡ vụng, đột nhiên từ trên mặt đất chui lên hai bàn quỷ mọc đầy gai nhọn to bằng quạt hương bồ, một trái một phải bắt lấy hai chân hàn lập. Hầu như vào lúc đó, sương mù màu đen đang quay cuồng trên đỉnh đầu bất ngờ tỏa ra khắp nơi, một cổ áp lực vô hình từ trên bầu trời giáng xuống, hơn nữa còn kèm theo khí thế hung hăng đẻ ép xuống dưới. Một tiếng oanh vang kinh thiên động địa, một tòa cử tháp bát giác màu tím u tối giống như thái sơn ấp đỉnh từ trên trời giáng xuống, úp hàn lập vào bên trong. Cự tháp cao tới 50-60 trượng, trải rộng linh văn màu tím, tản ra một loại khí tức âm trầm không nói ra được. Mọi chuyện phát sinh nhanh như điện quang thạch hỏa, không đợi Hàn Lập làm ra chút phản ứng nào, liền đã hãm thân vào. Ô ân, Liễu Nhạc Nhi chờ mắt nhìn xem một màn này, trong miệng lập tức phát ra tiếng vang mơ hồ, thân hình không ngừng rằng co kịch liệt. Nhưng mà, nàng càng giãy dụa, xiên xích trên người càng chói chặt, từng đạo lôi điện màu đen lưu chuyển trên người, khiến cho nàng đau đớn đến nổi đổ đầm đìa mồ hôi lạnh trên trán, quỷ vụ chung quanh cự tháp rung động một hồi, chợt bốn phía hiện ra bốn đạo hư ảnh. Một người trong đó mang áo đen, hình dáng gầy còm, tóc bạc dâu đen, chính là Tề Huyên. Đón lão là một đại hán mặt chữ điền, mặc trên người trường bào màu vàng, hình dáng cường tráng, mà phía bên ngoài hai người đang đi tới, là một trung niên gầy ốm đội mũ bạc cùng thân ảnh một mỹ phụ trung niên mang trường bào màu hồng. Không ngoại lệ bốn người đều là hóa thần kỳ tu sĩ, trên tay đồng dạng bấm pháp quyết, tiến thẳng tới kế bên cạnh cự tháp, mới thu tay vào ha ha, điền trưởng lão, lần này nhờ có người mượn tử minh tháp tới chỗ này, rốt cuộc mới có thể cũng bắt được tên tiểu tặc này tề huyên cười ha ha một tiếng, rồi chấp tay về phía đại hán mặt chữ điền nói ra. Tề trưởng lão nói quá lời, bất quá nói lại, người bỏ hết vốn liếng chỉ để cho ta mượn bí bảo thành danh của sư tôn lão nhân ra, nhưng chỉ dùng để đối phó với một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, không cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to sao. Đại hán mặt chữ điền lộ ra vẻ tự đắc, nhìn thoáng qua cửa tháp, hỏi lại ta chỉ cẩn thận một chút, cũng là vì phòng ngừa vạn nhất, dù sao lục nhai trưởng lão chính là chết dưới tay kẻ này, vì vậy mà ta chịu không ít đau khổ từ chấp pháp điện. Tề huyên thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, vô luận như thế nào, nếu như tề huynh đã bắt sống được tên này, thì cũng đừng quên đã đáp ứng cho chúng ta một số bảo vật đấy. Mỹ phụ áo hồng che miệng cười một tiếng, hàm ý nói ra. Ha ha, đó là tự nhiên, chư vị xin cứ việc yên tâm. Tề huyên còn chưa nói hết lời, cự tháp phía trước người lão đột nhiên chấn động, Toàn bộ mặt đất cũng theo đó mà lung lay, làm cho lão khẽ giật mình một cái, lời lão đang nói phải nhanh chóng nuốt trở lại. Cái này là, mỹ phụ áo hồng lông mày nhỏ nhắn nhảy lên, kinh ngạc hỏi. Ở phía đối diện gã trung niên đội mũ bạc lại hắc hắc cười một tiếng, không thèm để ý chút nào tiếp tục nói, không cần để ý, đó là hủ mãng quỷ ta nuôi dưỡng, xem ra tiểu tử này ở bên trong đó cũng không có an phận, vì vậy mà tránh không khỏi phải nếm nhiều khổ sở a. À. Không thể tưởng tượng được Quỷ vật mà La huynh nuôi dưỡng lại có thể làm dung chuyển tử minh tháp, thật khiến cho tiểu muội có chút ngoài ý muốn rồi. Mỹ phụ áo hồng một tay đặt lên bộ ngực đẫy đà, nhẹ nhàng thở ra mà nói. Nàng vừa dứt lời, bên trong cửa tháp màu tím lại phát ra một tiếng oanh trầm đục, uy thế lớn hơn trước vài phần. Lần này, Tề Huyên bốn người đều cảm giác mặt đất rung mạnh, lại mơ hồ có chút cảm giác thân hình không đứng vững vàng được. Lại nhìn xuống dưới chân, trong phạm vi mười trượng quanh cửa tháp, thình lình xuất hiện từng khe nứt sâu không thấy đáy nếu so với mảng nhện thì cũng không sai biệt lắm. La Huynh, chẳng lẽ là quỷ vật ngươi đã ra tay sao? Mỹ phụ áo hồng sắc mặt biến hóa, quay đầu hỏi trung niên mũ bạc. Gã định mở miệng nói gì đó nhưng đột nhiên rên lên một cái, khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Làm sao có thể, hủ mãng quỷ của ta, bị giết rồi. Họ la lau vết máu trên khóe miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Lời vừa nói ra, Tề Huyên cùng Mỹ phụ áo hồng đều cả kinh xem ra tề trưởng lão đoán không sai, lực lượng thân thể của tên tiểu tặc họ hàn này quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá các ngươi cũng không cần kinh hoàng, tử minh tháp là thông thiên linh bảo, mặc dù luyện hư tu sĩ bị nhốt vào trong đó mà muốn thoát khốn cũng không phải việc dễ dàng, một nguyên anh lực tu mà cũng muốn lật đổ sao. Đại hán mặt chữ điền lấy lại bình tĩnh, thập phần tự tin nói. Tuy là nói như vậy, dù sao đây cũng là bảo vật của tiền bối hợp thể, chúng ta bốn người liên thủ mới có thể miễn cưỡng thúc dục, hiệu quả tất nhiên sẽ giảm đi, theo ý ta, không bằng bây giờ chúng ta toàn lực ra tay, thúc giục bảo vật lập tức diệt sát kẻ này đi đi. Tề huyên lông mày cao lại, vẫn là có chút không yên, đề nghị nói. Tề huynh nói có lý, hay vẫn là lập tức diệt sát, để tránh sinh biến. Đến lúc đó chỉ còn lại Nguyên Anh tất nhiên sẽ mặc cho chúng ta xử trí. Họ la trên mặt lộ vẻ ngoan độc, cũng lập tức phụ họa nói. Bốn người đã có quyết định, bàn tay thu lại một lần nữa, miệng cùng một lúc ngâm tụng. Bên trên cự tháp, linh văn màu tím từng vòng sáng lên, vô số phù văn huyền ảo hiển hiện, trên thân tháp có từng sợi tử khí tràn ra, khí âm hàn chung quanh cứ thế tăng lên rất nhiều, khiến cho nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, trong hư không rắc lên một tiếng nổ lớn, mơ hồ biến thành từng mảnh hàn băng. Đồng thời, cả tháp lún sâu vào trong lòng đất, dường như đã nặng thêm một vài phần. Nhưng mà, còn không đợi mấy người thở ra một hơi. Cự tháp lại lần nữa oanh một tiếng chấn động, phía dưới linh văn chợt hiện, bất ngờ biến lớn dữ dội. Không tốt, đại hán mặt chữ điền sắc mặt đại biến, nhưng không chờ bốn người bọn hắn có cử động gì thêm, đùng thân tháp rung động, lại cứ thế mà xuất hiện từng kẽ nứt to lớn. Oang long long, tiếp đó là âm thanh đổ vỡ vang lên, trước ánh mắt kinh hãi của tề huyên bốn người, cự tháp cứ thế mà nổ một tiếng, sương mù màu tím cuồn cuộn mà ra. Cường đại sóng khí quét qua bốn hướng, bốn người mặc dù đã thi pháp, nhưng vẫn là không chịu được mà liên tục lui lại, liễu nhạc nhi ở xa xa cũng là theo gió mà dựng lên, bay ra ngoài mảnh vỡ rơi đầy đất bụi mù dần dần thu lại trên mặt đất hiện hiện ra một cái cửa quỷ đen xì chừng kích cỡ 5 sáu trượng mà nằm bên trên mặt đất chỗ ngực xuất hiện một cái động lớn phun đầy huyết dịch màu đen tanh ngôi và dơ bẩn bên trên đầu cửa quỷ hàn lập một thân áo xanh mặt không biểu tình nhìn thoáng qua liễu nhạc nhi thấy không có gì đáng lo sau đó ánh mắt lạnh đảo qua hướng bốn người chẳng lẽ ngươi bốn người khiếp sợ trong nội tâm không hẹn mà đều có ý niệm khó có thể tin Hàn Lập không nói hai lời vù vù hai quyền đánh ra. Hắn một quyền đánh về phía gã trung niên mũ bạc ở gần nhất, một quyền khác thì hướng về phía Mỹ Phụ mà đánh tới. Hai người chỉ cảm thấy một không khí phụ cận siết chặt, thân thể trùng xuống muốn tránh né căn bản đã không còn kịp. Trung niên mũ bạc dưới tình thế cấp bách, áo bào phồng lên, ống tay áo giống nhau mà rộng mở, tuôn ra hắc khí cuồn cuộn. Trong hắc khí, năm cái đầu ác quỷ đầy máu, miệng mở lớn, đón sóng khí mà đi. Theo sát phía sau, một ấn quỷ tỷ bên trên khắc đầy chữ chìm màu đỏ như máu, cũng tại trong hư không mà biến lớn, hóa thành một màn chắn to lớn, chắn ở phía trước người. Bên kia Mỹ phụ áo hồng sớm đã mặt không còn chút máu, cuống quyết huy động liên tục của tay, 13 chuôi bạch cốt phi kiếm không ngừng hiện ra, mang theo tiếng giết gào hướng phía trước mà đánh tới. Cũng ngay lúc đó, năm ngón tay của ả à nhấc lên, ra sức vỗ lên trên cánh tay bên cạnh một cái, phía trên cánh tay lập tức vỡ ra mấy đường vết máu kinh khủng, từ đó tuôn ra lít nha lít nhít huyết trùng màu đỏ nhỏ bé chừng như hạt gạo, rồi trong nháy mắt nó liền ngưng tụ thành tấm thuẫn màu máu một mặt che trước người ả. Chương 51, tiểu na không gian thuật, từng tiếng phanh phanh không dứt từ hai bên truyền đến, năm cái đầu lâu vừa xuất hiện nổ tung như trái dưa hấu chín mọng, quỷ tỷ màu máu cũng theo đó mà biến thành bột mịn vung vãi. 13 thanh cốt kiếm cũng phốc phốc mấy tiếng sau đó gãy thành từng khúc xương vụn. Còn cái khiên tròn màu máu càng như tờ giấy mỏng bị đánh rách nát hai tiếng kêu thảm gần như vang lên cùng lúc, thân thể gã trung niên đội mũ bạc cùng Mỹ phụ mang áo hồng bị hai luồng quyền phong quét qua, trong nháy mắt liền nổ tung. Chờ từ trong đó lóe lên hào quang màu tím, một nguyên anh cao hai tấc toàn thân màu tím, vô cùng hoảng sợ bay ra từ thi thể vụn nát mà cắm đầu bỏ chạy. Thế nhưng thân ảnh chỉ mới sáng lên một chút tử quang, Hàn Lập đã lẳng lặng tiến sát bên cạnh. Đại thủ thình lình vung ra, bóp mạnh một cái, mặc cho nguyên anh màu tím điên cuồng vặn vẹo, liều mạng dẫy ruộng như thế nào, bàn tay kia chỉ nhẹ nhàng bóp lại một cái liền đã nghiền nó thành cho bụi nguyên anh của mỹ phụ áo hồng không dám bay trong nháy mắt thừa dịp hàn lập bóp vỡ nguyên anh trung niên đội mũ bạc nhoáng lên một cái bám sát mặt đất mà chạy vào sâu trong núi rừng hàn lập quay đầu lại há miệng phun ra một đạo bạch khí có hình phi kiếm lóe lên rồi biến mất thanh âm ù, ù ù vang lên từng gốc cây cổ thụ che trời ầm ầm sụp đổ sâu trong khu rừng bạch quang lóe lên nguyên anh của mỹ phụ áo hồng trực tiếp bị chém làm hai hào quang quanh người ảm đạm đi nhanh chóng. Mọi chuyện nhìn như phức tạp, nhưng thực tế chẳng qua xảy ra trong nháy mắt. Đại hán mặt chữ điền và tề huyên lập tức thi triển bí thuật, đồng loạt bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Đại hán chân đạp lên cốt điều khổng lồ màu tuyết trắng, hai cánh bằng xương gỗ mạnh một cái, đã bay ra xa hai ba trăm trượng, tốc độ kinh người. Sau lưng tề huyên xuất hiện một đôi cánh màu máu dài hơn một trượng giúp cho tốc độ của lão nhanh hơn vài phần, đã sớm bay xa ngàn trượng. Cảm nhận được khí thức đồng bạn sau lưng biến mất trong nháy mắt, cả hai vô cùng hoảng sợ. Đại hán vung tay không chút do so dự, tế ra gương đồng bát sắc đỏ thấm, mặt ngoài chấp động hào quang che chắn sau lưng. Dường như gã vẫn còn lo lắng, gã còn lấy ra chín lá cờ nhỏ, trong chớp mắt hồ ứng tạo nên một tầng hào quang dày đặc màu đen, bao bọc toàn thân. Đồng thời, thân hình gã run lên một hồi, làn da rách toạc, quần áo bị nghiền nát, hiện ra từng đám xương nhọn như một bụi gai, tạo thành một bộ xương giáp màu trắng, che chắn các nơi yếu hại trên cơ thể như ngực bụng ở một hướng khác khuôn mặt tề huyên hiện vẻ tàn nhẫn tay phải lóe lên một cái một cánh tay lẳng lẳng rơi ra không ngờ lão lại chặt đứt một cách tay của mình như vậy máu tươi tóe ra hóa thành một cổ huyết phụ bao bọc người lão vào trong sau đó hóa thành một đoàn huyết quang lao vút về phía chân trời với tốc độ không thể tin được hàn lập nhướng mày cũng không lập tức đuổi theo mà chỉ nâng tay về phía liễu nhạc nhi đang ở cách đó không xa hào quang màu xanh lóe lên nhanh chóng chui vào cơ thể thiếu nữ. xiên xích trên người thiếu nữ lập tức hiện ra từng đạo lôi điện màu đen, tuy nhiên liền phanh một tiếng vỡ nát tan tành. Ca ca, Liễu Nhạc Nhi thấp giọng hô lên một tiếng, lộ vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Hàn Lập mỉm cười nhìn thiếu nữ, tiếp đó nhẹ nhàng phất tay một cái. Bất chợt trên người thiếu nữ bay ra một tấm phủ lục màu đen hào quang ảm đạm, nó bay ra được nửa đường đột nhiên phanh một tiếng vỡ ra, từ đó bay ra năm ngọn núi màu đen nhỏ bé, vững vàng rơi vào trong tay Hàn Lập. Hàn Lập liếc mắt nhìn về phía phi độn của hai người, cánh tay mơ hồ mà vung lên. Ông ông, bỗng nhiên hai ngọn núi nhỏ bé rời khỏi tay họ Hàn, hóa thành hai đạo bóng đen mơ hồ, phân biệt hướng về phía Tề Huyên và Đại Hán mà bay tới, lấy tốc độ kinh người đã nhanh chóng đến gần hai người. Hai ngọn núi lóe lên hắc quang nhanh chóng biến lớn, phụ cận hư không nổi lên từng hồi rung động. Đại Hán cùng với Tề Huyên cảm nhận một luồng sức mạnh đáng sợ tiến sát từ phía sau, không khỏi chửi thầm một tiếng đại hán bay trước hai tay bấm niệm pháp quyết muốn làm cái gì đó nhưng đã quá muộn ngọn núi màu đen gào thét lao tới hung hăng nện xuống gương đồng bát giác tiểu kỳ màu đen đều là bảo vật hộ thân vậy mà vừa va chạm một cái liền đùng đùng một trận đều vỡ vụn dưới bàn chân hắn là cốt điểu cũng gào thét cả người nổ tung hóa thành vô số mảnh xương vụn toàn bộ người đại hán bị ngọn núi đánh trúng áo giáp bằng xương trên người liền bị nghiền nát thân thể cũng đùng một tiếng hóa thành một bãi huyết nhục thần hồn chưa kịp thoát ra đã bị ngọn núi mang theo sức nặng ngàn cân nghiền nát trong nháy mắt. Giờ phút này tề huyên thân đã ở bên ngoài bảy tám dặm, quay đầu chứng kiến cảnh này, sợ tới mức hồn vía lên mây. Lúc này ngọn núi màu đen khác đã bay tới như chất giật. Trong thời khắc nguy hiểm này, lão chợt gầm nhẹ một tiếng, hai mắt thình lình đỏ lên. Người lão theo đó hiện lên một màu đỏ quạch, làn da hiển lộ vô số gân xanh, thân thể biến lớn một cách nhanh chóng. Phanh một tiếng nổ tung, người lão nổ tung, hóa thành quang cầu màu đỏ cực lớn. Từng vòng gợn sóng màu đỏ hướng về phía trung quang khuyết tán mà đi. Ngọn núi màu đen bay tới, bị ảnh hưởng của huyết quang, tốc độ hơi hơi chậm một chút. Một nguyên anh cao 23 tắc từ trong huyết quang bắn ra, sau đó lóe lên linh quang hộ thể, thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, trong một khắc đã xuất hiện cách đó hơn trăm trượng, tiếp theo há mồm phun ra một ngụm máu, huyết quang bao quanh bản thân. Tề Huyên lập tức hóa thành một đạo cầu vòng màu máu, bỏ chạy thục mạng với tốc độ không thể tin được. Hàn Lập thấy vậy liền khẽ nhíu mày sau đó nhẹ nhàng điểm tay một cái. Cánh tay trái liễu nhạc nhi lóe lên ánh sáng bạc, một tiếng chim hót truyền ra, tiếp đó từng tia lửa bạc lóe lên, ngưng tụ thành hình một con hỏa điểu ngân sắc nhỏ xíu. Hai cánh chim mở ra, liền lóe lên bay vào trong tay Hàn Lập. Hàn Lập một tay bấm niệm pháp quyết, hỏa điểu màu bạc lập tức lớn lên gấp mấy lần sau đó giải ra, hóa thành một cánh cung lửa màu bạc. Thân cung hiển hiện vô số phù văn cùng màu, hắn chẳng cần đến tên, tay kia cầm cung, kéo một phát nhẹ nhàng. Phần phật một tiếng, hào quang từ cung lửa màu bạc sáng lên rực rỡ, chung quanh xuất hiện vô số tia lửa màu bạc, tụ lại dây cung, trong nháy mắt ngưng tụ thành hỏa tiến cùng màu nhắm thẳng Nguyên Anh. Lúc này Nguyên Anh của Tề Huyên đã bay ra xa trong vòng hơn 10 dặm, nhưng thời khắc này, hắn cảm nhận thấy một cỗ sát khí lạnh lẽo, trong lòng cảm thấy bất ổn, khuôn mặt đại biến. Dừng tay, vào thời khắc đó, một tiếng hét giống như tiếng sấm từ đằng xa truyền đến. Cuối chân trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện hắc quang, chớp mắt biến thành một đám mây đen nhanh chóng bay tới nơi này. Nguyên Anh của Tề Huyên lộ ra vẻ vui mừng, lập tức chuyển hướng phi độn về phía có đám mây đen. Hàn Lập không để ý đến âm thanh quát tháo đó, ngón tay buông lỏng. Hỏa tiễn màu bạc chợt sáng ngời, sau đó biến mất. Sau lưng Nguyên Anh của Tề Huyên vang tiếng rít chói tai sắc bén, mũi tên màu bạc cứ như thế xuyên thủng Nguyên Anh trong chớp mắt. Phanh một tiếng, Nguyên Anh kêu gào thê thảm liền bị ngọn hỏa diễm màu bạc cuốn vào trong đó, trong chớp mắt đã biến thành ánh huỳnh quang màu đen. ngay lúc này, đám mây đen cũng đã bay vụt tới trước mặt, cuốn về hướng nguyên anh màu đen. đáng tiếc là chỉ bắt được ánh quang tan biến. lớn mật, trong đám mây đen vang lên lôi minh từng trận, hiển nhiên là người ở bên trong đang tức giận vô cùng. xoẹt một tiếng, một cái quỷ chảo màu đen lớn như một ngọn núi nhỏ từ đám mây xuất ra, mang theo từng đợt âm phong, đánh thẳng xuống đầu hàn lập. quỷ chảo chưa đánh xuống trên đầu năm ngón tay phun ra từng cỗ quỷ diễm, hóa thành vô số hỏa cầu màu đen, như mưa mà đánh vùn vụt xuống dưới. Hàn lập không buồn di chuyển, hai mắt hiện lên cỗ khí tức lạnh lẽo, một tay nắm chặt, đánh ra một quyền về phía không trung. Một cỗ man lực vô hình phóng lên trời, những nơi mà nó đi qua, âm phong gào thét, đùng một tiếng hỗn loạn. Cự chảo đen thui bị cỗ lực lượng đánh tới làm dừng lại ở giữa không trung. sau đó mặt ngoài hắc quang nhanh chóng ảm đạm, ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số hắc khí, lung lay rồi tan biến. Cương phong cuốn thẳng lên, hóa thành một vòi rồng, phóng lên trời, cuốn về phía dưới, đem đám mây đen giữa không trung xé vỡ. Một thân ảnh lão giả mặc hắc bào mặt khuôn mặt rất giống với chim bồ câu, hơi lung lay thân thể một cái, nhưng lập tức ổn định thân hình, lộ ra vẻ kinh nghi. Hàn lập ngẩng đầu nhìn về phía cư diện lão giả, sắc mặt bình tĩnh, nhưng khóe miệng hiện ra vẻ trào phúng. Cư diện lão giả thấy thế, sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời lập tức lật tay lấy ra một khối ngân quang rực rỡ sau đó thình lình vung tay lên. Xít một tiếng, một tia điện bạc lóe lên, trực tiếp đánh về phía Hàn Lập. Bất quá mới bay được nửa đường, liền lạch cạch một tiếng, tự động vỡ vụn. Phanh, trận bàn bạo phát ra vô số hào quang màu bạc, bao phủ phạm vị hơn trăm trượng, đem cả bản thân Hàn Lập với Liễu Nhạc Nhi bao phủ vào bên trong. Vô số hào quang phù văn màu bạc nháy mắt xuất hiện, phát ra tiếng phạm âm. Đây là, Hàn Lập nhớ ra cái gì đó, hắn hiểu sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng vào thời khắc đó, tiếng gió lạnh lẽo vang lên, tia sáng từ trong đạo hắc quang hiện ra, nhanh chóng đánh về phía Liễu Nhạc Nhi cách đó không xa. Thân ảnh Hàn Lập nhoáng lên một cái biến mất, sau một khắc xuất hiện trước người Liễu Nhạc Nhi, vung cánh tay lên. Phanh một tiếng, hắn tiện tay đánh bay, hắc quang lộ ra một thanh phi đao màu đen. Ngay lúc đó, đột nhiên hào quang màu bạc sáng lên, che tầm mắt của hắn. Thân thể Hàn Lập bị một cỗ lực lượng bao phủ, phong cảnh trước mắt nhanh chóng biến đổi rất nhanh tầm mắt hắn liền khôi phục xuất hiện ở mảnh đất trống trải tiểu na di không gian thuật hàn lập khẽ nhìn xung quanh âm thanh hơi trầm xuống nơi này là một đại sơn cốc được mây đen lớn che phủ hai bên là từng tòa ngọn núi khổng lồ phía trên hiện lên chút kiến trúc mơ hồ giờ phút này chính bản thân hắn và liễu nhạc nhi đang ở chỗ quảng trường to lớn còn lão giả cư diện thì trôi nổi giữa không trung diện tích quảng trường bao phủ mấy trăm mẫu phủ kín ngọc thạch màu đen từng cổ hắc khí từ ngọc thạch màu đen phun ra, ngay mặt đất quảng trường tạo thành một tầng khói đen, ngưng mà không tán. Toàn bộ quảng trường, giống như đám vân hải màu đen thông thường. Phía trước quảng trường là một tòa cung điện cực lớn, nguy nga cao ngất, tòa đại điện cao lớn nhất có treo tấm biển đen xì, si, phía trên viết ba chữ thiên quỷ điện thật lớn. Trường 52, đến lượt ta, gần như ngay khi Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi xuất hiện ở quảng trường, dị biến phát sinh. Mặt đất bốn phía quảng trường khổng lồ ầm ầm chấn động, chín cây cột đá đen kỳ từ dưới đất chui lên, tạo thành vòng tròn vây bọc khu vực trung tâm. Tất cả cột đá đều to cỡ người ôm, cao vài chục trượng. Bề mặt cột đá minh ấn vô số trận văn, mặt ngoài còn khảm thật nhiều tinh thạch đặc thù nào đó có màu đen lóng lánh, lóe hiện hắc quang. Ngoài ra, trên đỉnh mỗi cột đá còn có một pho tượng quỷ vật lẻ lưỡi, sau lưng mọc ra hai cánh. Mỗi con một vẻ nhưng đều vô cùng sống động, giữ tận dị thường khiến người nhìn tay lạnh chân run hắc quang trói mắt tỏa ra từ thân thể tượng quỷ nhanh chóng tụ lại một chỗ, tạo thành màn sáng hình bán cầu. Mặt ngoài màn sáng là vô số phù văn đen kịt liên tục chấp động, mang theo sát khí cuồn cuộn. Vô số quỷ ảnh trùng điệp theo đó biến ảo mà ra, gầm rú thê lương, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy cảnh này, âm thầm run rẩy, nhích lại bên cạnh Hàn Lập. Dù không còn là tiểu hồ nữ chưa trải sự đời như năm đó nhưng nàng chưa từng thấy qua trận chiến lớn đến như vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, Hàn Lập thấy vậy bèn liếc nhìn cưu diện lão giả, một tay phất lên, ngân sắc hỏa điều từ lòng bàn tay bay ra. Phần phật một cái hóa thành một tấm lưới lửa màu bạc, che chở Liễu Nhạc Nhi vào trong. Cứ đứng ở đó, không cần sợ, Liễu Nhạc Nhi nghe Hàn Lập nói như vậy, lập tức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, tiếng xé gió từ bốn phía nổi lên. Từ bốn phương tám hướng, độn quang liên tiếp thoáng hiện, vây kín quảng trường này. Tất cả đều mặc hắc bào biểu thị cho đệ tử Thiên Quỷ Tông. Không bao lâu, quảng trường rộng lớn như vậy đã tụ tập hơn trăm người, tạo nên cảnh tượng huyên náo ẩm ý. Hơn nữa, bốn phía không ngừng có người chạy đến. Trong lúc đó, Hàn Lập không chút để tâm đến động tĩnh lớn như vậy. Hai mắt chấp động lam mang, điềm tĩnh đánh giá chín cột đá cùng màn sáng màu đen xung quanh. Khi tập trung đến đây, đệ tử thiên quỷ tông vốn tưởng có cường địch xâm nhập tông môn nào ngờ chỉ thấy trên sân rộng trong đại trận, chỉ có một thanh niên hơn 20 tuổi khuôn mặt bình thường cùng một tiểu cô nương chừng mười mấy tuổi. Bọn họ không ai bảo ai đều cảm thấy khó hiểu thế nhưng nhìn tới sắc mặt âm trầm của cư diện lão giả, tự nhiên không ai dám thắc mắc cái gì. Cư diện lão giả cũng không để ý đến đám đông bốn phía, thân hình nhoáng một cái đáp xuống một cột đá màu đen, miệng lẩm bẩm vung tay áo lấy ra chín trận bàn màu đen, nhanh chóng một hồi bấm niệm pháp quyết. Chín trận bàn nhao nhao bắn ra, lần lượt rơi xuống vị trí của chín cây cột đá khổng lồ. Màn sáng màu đen lập lòe một hồi, có thêm thật nhiều phù văn màu đen phủ xuống, số lượng hơn nửa so với trước. Lúc đầu vốn chỉ là chút quỷ ảnh mơ hồ, nay dần trở nên ngưng thực rõ ràng. Cương diện lão giả thấy vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, có điều pháp quyết trong tay vẫn không hề dừng lại. Vào thời khắc này, hai đạo độn quang mạnh mẽ từ đằng xa bay vụt tới, trong chớp mắt đi đến phương hướng quảng trường. Độn quang thu vào, để lộ hai đạo thân ảnh, một trong số đó là một lão già tóc trắng xóa, mặt đỏ như máu. Người còn lại là một đại hán da ngâm đen giống với cưu diện lão giả, bọn họ đều là tu sĩ luyện hư kỳ. Chúng đệ tử thiên quỷ tông thấy ba vị nội môn trưởng lão đồng thời xuất hiện. Âm thanh huyên náo im bặt trong khoảnh khắc, lão giả tóc bạc cùng đại hán ra ngăm đen vừa hiện thân đã lập tức trao đổi với gì đó cưu diện lão giả đồng thời phóng xuất thần thức kiểm tra hai người hàn lập hai người phía dưới, cũng thuận tiện đem chung quanh hư không quét qua. Khương trưởng lão, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao phải vận dụng tiểu na di hư linh bản thuấn di hai tên tiểu bối vào tận tông môn, hơn nữa còn khởi động cửu đại quỷ vương thiên trụ trận này mỗi lần khởi động đều phải tiêu hao một lượng tài nguyên không nhỏ lão già tóc bạc nhìn về phía cư diện lão giả trầm giọng hỏi đại hán gia năm đen cũng nhìn theo hiển nhiên trong lòng cũng rất khó hiểu hai người tới thật đúng lúc nhanh giúp ta một tay thúc giục đại trận luyện hóa hai kẻ dưới kia cư diện lão giả vừa bấm niệm pháp quyết vừa gấp giọng nói ra thúc giục đại trận luyện hóa hai gã tu sĩ cấp thấp quỷ vương thiên trụ trận này thậm chí có thể vây khốn đại năng hợp thể. Khương Huynh, người không nói đùa đấy chứ. Đại hán ra ngăm đen khẽ cười một tiếng, không có ý định làm theo lời của đối phương. Lão già tóc bạc cũng không vội ra tay, chúng đệ tử gần đó cũng bàn tán xôn xao một hồi, chẳng qua vì có cư diện lão giả nên không dám phát ra thanh âm quá lớn. Không ít người đã sớm nhìn ra sự khó hiểu, trong trận pháp kinh khủng kia chỉ có một nam một nữ. Nam nhân có tu vi nguyên anh kỳ, còn cô bé bất quá chỉ là tu sĩ kết đan. Dù là trong số đệ tử ở đây cũng có thể tìm ra rất nhiều người có thể diệt sát đối phương một cách dễ dàng. Đằng này, cư diện lão giả đường đường một tu sĩ luyện hư kỳ, lại luôn mồm muốn khởi động cửu đại quỷ vương thiên trụ trận tiếng tăm lừng lẫy tại linh hoàn giới. Nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ trò cười cho người trong thiên hạ. Đừng xem thường bọn họ, tuy rằng tu vi của tiểu tử áo bảo xanh kia có phần thấp kém thế nhưng hắn thực chất chính là một gã lực tu cực kỳ cường đại cư diện lão giả vội la lên lực tu cường đại đại hán ra ngăm đen vẫn đang cười khẩy lão già tóc bạc cúi đầu nhìn thoáng qua hàn lập thân ở bên trong màn sáng hết nhìn đông tới nhìn tây thậm chí có chút hít bộ dáng thản nhiên tự đắc lông mi trắng của lão hơi nhíu đang muốn mở miệng nói chuyện vào thời khắc này hàn lập thình lình nhướng mày ánh mắt rừng dao động trong miệng thì thào tự nói một tiếng nếu như đã đến nơi này vừa vặn giải quyết tất cả mọi chuyện cùng lúc vậy vừa dứt lời thân hình hắn nhoáng một cái mang theo tàn ảnh liên tiếp xuất hiện ở trước màn sáng. Tiếp đó ngón tay trắng nõn rối ra, nhìn như tùy ý, gõ vào một chỗ trên màn sáng. Cảnh tượng không ai ngờ tới xuất hiện, chỉ nghe một tiếng phốc phốc khe khẽ, màn sáng màu đen bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Toàn bộ màn sáng bắt đầu run rẩy, quỷ ảnh vốn đang dương nhanh múa vuốt bất ngờ trở nên tán loạn như người mất hồn. Nụ cười trên mặt đại hán ra ngăm chợt đông cứng lại, hai mắt trợn tròn. Cư diện lão giả theo đó run rẩy, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bấm niệm pháp quyết giống như bánh xe, ý đồ gắng ngượng ổn định trận pháp. không tốt, mau chóng ra trì đại trận, không thể để cho hắn phá trận mà ra. lão già tóc bạc hét lớn một tiếng, thân hình bắn ra, đáp vào một cột đá màu đen. đại hán ra ngăm đen cũng kịp phản ứng, trong lòng khiếp sợ muốn bay về phía một cột đá khác nhưng đã muộn. chỉ thấy mặt ngoài màn sáng màu đen ánh sáng âm u lóe lên, hết thảy quỷ ảnh lóe lên rồi tan biến tiếp theo mặt ngoài màn sáng của chín cột đá đồng thời hiện ra chín cái mặt quỷ cực lớn, trên mặt lộ vẻ thống khổ, há miệng phát ra tiếng thét dư tợn chói tai. Tiếng thét này giống như kim châm chói tai, trên quảng trường đệ tử nhao nhao ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, một ít đệ tử tu vi nhỏ từ tai mũi trực tiếp chảy ra máu tươi. Sau tiếng thét lớn, vô số phù văn màu đen tuôn ra từ chín cái mặt quỷ sau đó trực tiếp tan vỡ. Toàn bộ màn sáng phát ra từng trạng răng rắc, giống như thủy tinh bị nghiền nát tán loạn, hóa thành vô số ánh quang màu đen phiêu tán. Không chỉ như vậy, chín cột đá màu đen với các pho tượng quỷ vật phía trên cũng hiện ra vô số kẽ nứt, kêu lên phanh phanh, lập tức vỡ vụn. Giờ phút này Hàn Lập cũng đã thu ngón tay về, bình thản chắp tay sau lưng. Quang điểm màu đen tung bay, bao quanh Liễu Nhạc Nhi cách đó không xa. Liễu Nhạc Nhi đang được lửa bạc bảo vệ tỏ ra vui vẻ. Nếu không phải lúc này xung quanh có rất nhiều địch nhân, nàng đã hò reo vui vẻ. Ba người cưu diện lão giả thấy đại trận tông môn lại bị đối phương phá vỡ một cách đơn giản, nội tâm như bị trọng kích, khiếp sợ muôn phần. Trung quanh mấy trăm đệ tử Thiên Quỷ tông càng là hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Dám hủy bảo trận của bổn tông, nhận lấy cái chết, cư diện lão giả trong miệng hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một đạo bạch quang, hóa thành một chuôi cốt đao màu trắng, trên sống đao khảm nạm chín cái vòng bạc to lớn. Hai tay mười ngón giống như bánh xe biến hóa, liên tiếp đánh ra năm sáu đạo pháp quyết. Cốt đao chín vòng bạc phát ra thanh âm len keng, khiến cho người nghe tâm thần mê loạn, mặt ngoài cốt đao đột nhiên hiện ra vô số huyết sắc phủ văn, tách ra ánh đao huyết hồng chói mắt gần trăm trượng, chém xuống đỉnh đầu Hàn Lập. Cùng một thời gian, cánh tay lão già tóc bạc nhanh như tia chớp phung lên, tế ra một cái quải trượng màu đen phong cách cổ xưa, trên đỉnh minh ấn đầu rồng màu đen. Sau khi quay tít một vòng ở giữa không trung, quải trượng đón gió biến lớn, hóa thành quái dao một đầu màu đen sau lưng mọc lên hai cánh. Dao long miệng rộng mở ra, phốc phốc một tiếng, phun ra mảng lớn hỏa diễm màu đen sông lên hạ xuống. Đại hán ra ngăm đen cũng không chút do dự lật tay lấy ra một vũ phiến màu xám, tựa hồ dùng lông của một loại linh cầm nào đó chế tạo thành, pháp lực trong cơ thể ồ ạt rót vào trong vũ phiến, sau đó hung hăng quạt một cái. Thiên địa lập tức biến sắc, một cơn gió màu xám cho âm trầm gào thét xuất hiện, sau đó hóa thành bảy tám đầu phong long màu xám, tấn công hàn lập. Mắt thấy ba người cư diện lão giả động thủ, chung quanh đệ tử thiên quỷ tông cũng không do dự nữa, tế ra các loại pháp bảo, trong miệng lầm bẩm pháp quyết. Trong chốc lát, linh quang các màu liên tiếp hiện ra. Hàn Lập thấy vậy, mì tâm tinh quang lóe lên, một cỗ thần thức khổng lồ từ trong bắn ra, nhanh như chớp, trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ quảng trường. Ô ô ô n g, lực lượng thần hồn mạnh mẽ không cách nào nói rõ ép xuống. Tất cả mọi người đang có mặt tại quảng trường chỉ cảm thấy đầu óc nặng đi. Đệ tử Thiên Quỷ Tông tựa như sao trời lập lòe, đồng loạt rơi xuống từ trên cao, la liệt trên đất, không cách nào nhúc nhích. Vô số pháp bảo mất đi khống chế, cũng lập tức rơi rụng xuống đất. Ba người cư diện lão giả vốn có luyện hư, thần hồn đã có chút không tầm thường, thân thể run lên một chút, sau đó lập tức hồi phục. Ba người thi triển pháp bảo không ngừng công kích, ánh đao, hắc diếm, phong long, trong chớp mắt vào tới trước người Hàn Lập. Hàn Lập vẫn không nhúc nhích tựa như không hề có ý định tránh né. Dầm 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 ba tiếng nổ, ánh đao huyết hồng chấn động kịch liệt, nổ văng tung tóe, hóa thành một chuôi cốt đao màu trắng bắn ngược trở về. Hắc Diễm cùng Phong Long cũng trực tiếp tán loạn, không thể tạo thành chút tổn thương nào cho Hàn Lập, thậm chí không thể chạm đến vạt áo của hắn. Về phần Liễu Nhạc Nhi, bởi vì phần lớn công kích đã bị Hàn Lập ngăn cản, lại có ngân diễm bảo vệ nên vẫn bình an. Làm sao có thể, ba người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, tựa như không thể tin được mắt mình. Hiện tại cũng nên đến lượt ta, Hàn Lập ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra, chương 53, ma diễm thiêu nhân, Vừa nói xong, Hàn Lập đã biến mất tại chỗ. Cẩn thận, cương diện lão giả hốt hoảng, vội vàng hét lớn. Nào ngờ chưa kịp nói xong, lão đã cảm thấy một đạo thân ảnh mơ hồ hiện lên trước mắt. Thân thể như bị một ngọn cự sơn đâm phải, văng ngược về sau như bịch bông, và mạnh vào vách núi, dính chặt vào đó, sống chết không rõ. Phanh phanh hai tiếng trầm đục, lão giả đầu bạc và đại hán ngâm ngơ ngác nhìn theo thân hình bay đi của cương diện lão giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy trước mắt hoa lên thân thể bay đi như đằng vân giá vũ, đâm vào vách núi. Toàn bộ quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ. Liễu Nhạc Nhi nhìn qua pháp bảo đủ hình đủ dạng ngổn ngang trên đất, cái miệng nhỏ nhắn há to lúc lâu không khép lại được. Dù biết thạch đầu ca ca của nàng vốn rất lợi hại nhưng khi nhìn thấy cảnh này vẫn có cảm giác không thể tưởng tượng, giống như đang mơ vậy. Khi nàng vẫn đang xuất thần, Hàn Lập đã đến bên cạnh, ân cần quan tâm. Nhạc Nhi, thương thế trên người ổn chứ? may có số bảo vật mà ca ca ban tặng nên không có gì trở ngại. Tề huyên tâm địa khó lường, không chỉ ngấp nghé linh diễm của ca ca mà còn muốn dùng nguội để dụ huynh đến đây. Có điều ngoài bị giam cầm, lão cũng không hành hạ gì ta. Liễu nhạc nhi lắc đầu, giọng nói vẫn còn đôi chút sợ hãi. Hàn lập gật đầu sau đó ngồi xuống, lấy ra một quả đan dược màu trắng, cho vào miệng. Thủ đoạn công kích thần hồn ban nãy dù đã cố ý giảm bớt uy lực nhưng với pháp lực hiện giờ của hắn lúc này cũng đã gần như cạn kiệt. Ca, ca không phải chúng ta nên nhân cơ hội này để đi sao? Liễu Nhạc Nhi ngẩn ra, nhìn quanh bốn phía, giọng nói có chút lo lắng. Hàn lập tạo nên động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên đã kinh động đến toàn bộ thiên quỷ tông. Vô số độn quang đang tụ tập đến nơi này, nếu như đã đến, há tất vội dã rời đi. Hàn lập mỉm cười sau đó trả lời với vẻ đương nhiên. Chỉ một lát sau, tiếng xé gió vun vút, lại có mấy đạo độn quang mạnh mẽ bay đến. Sáu thân ảnh hiện ra, khí thức của họ không kém ba người cưu diện lão giả chút nào. Những người có mặt quan sát tình hình, trong lúc kinh hãi, ánh mắt đều tập trung lên người Hàn Lập. Tuy rằng bọn họ đều có chút bất an nhưng sau khi phóng xuất thần thức kiểm tra, cả đám nhìn nhau một lúc rồi cùng tế ra pháp bảo. Tiếng gầm rú vang trời, sáu đạo hào quang màu sắc khác nhau đồng loạt giáng xuống, tấn công Hàn Lập với khí thế kinh người. Họ Hàn vẫn không đứng dậy mà vẫn giữ tư thế như trước. Thân hình quay tít tại chỗ, cánh tay mơ hồ, lần lượt tung ra sáu quyền lên không vài tiếng oanh oanh, bốn phía chấn động, nổi lên từng vòng gợn sóng lan ra chung quanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên bốn phía, công kích của pháp bảo như đâm phải vách tường vô hình, nổ ra linh đoàn cực lớn tạo thành thanh thế giống như toàn bộ đồng loạt vỡ vụn. Hào quang thu lại, hàn lập vốn đang đả tọa lại bất ngờ không thấy tung tích. Sáu người không khỏi giật mình, họ hàn chợt xuất hiện trước mặt một nam tử trung niên, không nói hai lời tung ra một quyền. Bốp, nam tử trung niên căn bản chưa kịp phản ứng đã bị cự lực đánh văng thật xa. Trong lúc lơ lửng giữa không trung, y chợt nghe năm tiếng nổ liên tiếp truyền đến. Khi chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, hai mắt đã trở nên tối đen, bất tỉnh nhân sự. Sau khi tung quyền đánh văng năm tu sĩ luyện hư còn lại, Hàn Lập lần trở về chắp tay đứng cạnh Liễu Nhạc Nhi. Lúc này, đệ tử Thiên Quỷ Tông tụ tập đến đây vừa vặn chứng kiến cảnh này, đồng loạt thu hồi độn quang, ngơ ngác nhìn nhau tựa như không biết phải làm thế nào. Những trưởng lão luyện hư thường ngày cao cao tại thượng hôm nay lại giống rồi nhặng bị một tu sĩ nguyên anh vẻ ngoài bình thường tiện tay đánh bay. Có người rơi xuống quảng trường tạo thành một cái hô sâu, đá vụn bắn ra tung tóe, lại có kẻ nện đổ một tòa đại điện gần đó. Nhất là mấy trăm đệ tử bị đánh bất tỉnh cùng pháp bảo rơi dụng càng khiến người ta giật mình. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch hồng từ xa phóng nhanh tới, đáp xuống thiên quỷ điện đã bị đánh sập phân nửa. Từ đó hiện ra một nam tử khôi ngô, y phục gấm vóc. Người này thoạt nhìn chỉ chừng 3 40 tuổi, khuôn mặt ngay ngắn, dưới hàm mọc ra một chòm râu ngắn tím biếc, khí thế có chút hùng hồn. Thái thượng trưởng lão, Lư trưởng lão đã đến, thật là tốt quá. Quảng trường truyền đến tiếng kêu than đầy đất, tất cả mọi người vừa thấy đại hán xuất hiện đều tỏ ra mừng rỡ, đồng loạt hô lớn như vừa tìm được cọng cỏ cứu mạng. Người nọ đưa mắt nhìn thẳng về phía Hàn Lập, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hai tay kết ấn trước người. Tu sĩ hợp thể kỳ, Hàn Lập liếc nhìn người nọ, khóe miệng nhếch lên một ngọn núi đen xuất hiện trong lòng bàn tay, tay hắn vung mạnh, tiểu sơn theo đó bắn đi, bay được nửa đường, ngọn núi đã lớn đến hơn 10 trượng, đập thẳng vào mặt nam tử dâu tím. Thế bay chưa hết, khí thế kinh người đã kéo tới cuồn cuộn. Nam tử dâu tím vẫn chấn định như thường, tốc độ bấm niệm pháp quyết vẫn được duy trì nhanh đến mức khó tin. Tưởng như ngọn núi cao hơn trăm trượng kia sẽ đập phải thân thể của nam tử dâu tím thế nhưng động tác của y bỗng nhiên dừng lại chỉ thấy thân thể vị tu sĩ này đột nhiên sáng lên một đạo hào quang tím biếc. Phù văn trải rộng che giấu trận pháp bỗng nhiên hiện ra, nhanh chóng bao bọc y vào giữa. Đỉnh núi đánh hụt một kích, lập tức lao xuống đống đổ nát bên dưới. Cùng lúc đó, dưới chân Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi cũng chợt nổi lên trận pháp giống y hư vậy. Một mảnh tử quang hạ xuống, nuốt chửng cả hai trong thoáng chốc. Trong một sơn cốc bí ẩn tại dãy núi Phong Âm, không gian chật trội, ánh sáng lờ mờ, cả cốc tràn ngập khói đen hai bên đều là vách đá cao hơn trăm trượng, trên đó có khắc một ít đồ văn cổ quái cùng phù chú quỷ đạo khó hiểu bốn phía sơn cốc có dựng những cây cột đá phủ đầy phù văn thoạt nhìn vô cùng cổ xưa nhưng vào lúc này mặt đất thâm đen đột nhiên lóe lên tử quang hàn lập và liễu nhạc nhi đồng thời xuất hiện trong cốc liễu nhạc nhi vẫn được hỏa điều màu bạc che chở nhưng đột nhiên bị truyền tống đến đây không khỏi có chút đầu váng mắt hoa thân hình lắc lư vài cái nhưng không có gì trở ngại hàn lập vừa mới đứng vững đã lập từng ngẩng đầu quanh sát bốn phía chung quanh nam tử dâu tím ban nãy chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên một cột đá màu xanh trên ba cột đá còn lại là ba tu sĩ khác đang nhắm mắt tĩnh tọa hai nam một nữ nữ tử đang mặc quần lụa mỏng màu đỏ thân thể đẫy đà dung mạo xinh đẹp niên kỷ thoạt nhìn cũng không quá lớn thế nhưng lại có cảm giác thành thục hàm xúc thú vị hai người còn lại theo thứ tự là một cự hán độc nhãn và một lão già lưng còng cả ba đều có khí thức không kém, đều là tu sĩ hợp thể kỳ. Ba người cảm nhận dị động trong cốc, đồng thời mở mắt ra. Sau khi có chút khó hiểu nhìn qua hai người hàn lập, bọn họ đều nhìn sang nam tử dâu tím. Lư trưởng lão, không phải ngươi đi xử lý phiền toái tại thiên quỷ điện hay sao? Cớ gì lại quay lại đây nhanh như vậy, lại còn mang theo hai ngoại nhân tiến vào cấm địa. Nữ tử xinh đẹp khẽ nhăn đôi mi thanh tú, mở miệng chất vấn. Không có thời gian giải thích tường tận, người kia là một lực tu hợp thể kỳ, mau mau thúc hụp đại trận quỷ trấn hồn. Nam tử dâu tím sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí rồn rập. Ba người nghe vậy lập tức cả kinh, tuy rằng biểu hiện khác nhau nhưng đều không chút do so dự lấy ra một tấm lệnh bài đen kịt. Tính cả nam tử dâu tím, bốn người đồng loạt quát khẽ một tiếng. Cổ tay vung lên, ném lệnh bài ra ngoài. Bang 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 bang, bốn tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Số lệnh bài kia bay vụt bốn phía hàn lập sau đó chui vào mặt đất trong nháy mắt. Nhanh, tiếng thét quanh quẩn trong cốc, Hàn Lập chỉ cảm thấy dưới chân rung lắc kịch liệt, từng tiếng trầm đục như sấm rền liên tục truyền ra, trong phạm vi trăm trượng, bùn đất bị sới tung lên, nham thạch bắn ra tung tóe. Bốn tòa cổng chào quỷ dị từ dưới đất chui lên, vây bọc họ Hàn và Liễu Nhạc nhi vào giữa.